lại gặp nhau vào tối thứ tư và tối chủ nhật hàng tuần trên hệ thống huấn luyện và đào tạo S9, trường đào tạo kinh doanh theo mạng hàng đầu thế giới. Và tối ngày hôm nay chúng ta sẽ được giao lưu, được chia sẻ, được đón nhận những cái chương trình rất là đặc biệt. Đấy, xuất hiện lần đầu tiên một nhà huấn luyện và đào tạo, một thủ lĩnh xuất hiện trên cái trường, trên cái diễn đàn đào tạo online của S9 của chúng ta. Buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học được rất là nhiều những cái điều thú vị. Đấy, và các bạn hãy chuẩn bị sẵn giấy bút, bởi vì là những cái nội dung chia sẻ nó rất là quan trọng, nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu cái giá trị, cái tầm quan trọng của cái hệ thống huấn luyện và đào tạo của chúng ta. Đấy, những cái sự kiện đào tạo nó sẽ giúp cho bạn phát triển bản thân, phát triển kinh doanh nó như thế nào, nó liên quan đến tạo ra xây dựng đội ngũ và làm sao để giúp cho chúng ta chuyển đổi một cách mạnh mẽ để chúng ta đạt được các cái mục tiêu kinh doanh của mình. Đó là tự do về thời gian, tự do về không gian, tự do về tài chính để xây dựng những đội nhóm kinh doanh, những cái tổ chức kinh doanh khổng lồ ra làm sao. Đấy, và để bắt đầu ngay bây giờ thì Cường xin mời, xin trân trọng giới thiệu một nhà huấn luyện và đào tạo về Network Marketing, một người, một bậc thầy về truyền cảm hứng và một cái nguồn năng lượng rất là cao. Và bạn là một trong những nhà kinh doanh đang có tốc độ phát triển kinh doanh kỷ lục ở S9 ở Sibri Việt Nam. Chỉ có tháng thứ 2 thôi bước vào dự án xe hơi, tháng thứ 7 đấy, đã trở thành thủ lĩnh của Sibri và đã khóa danh hiệu thủ lĩnh và đang có một cái tốc độ phát triển rất là tuyệt vời. Xin mời nhà đào tạo Anna Nguyễn. Dạ vâng ạ. Xin chào anh Cường và chào tất cả các anh chị em có mặt trên Zoom ngày hôm nay. Hôm nay lần đầu tiên mà Anna được đào tạo ở trên Zoom của S69 và vừa nghe anh Cường giới thiệu xong và mình đã bật cười rồi. Hôm nay thì Anna rất là vui được chia sẻ với các anh chị em một cái chủ đề rất là quan trọng. Đó là tại sao mà hệ thống sự kiện nó lại quan trọng và nó có liên quan gì đến cái hành trình sự nghiệp của chúng ta. Và tại sao mà người ta lại cứ phải quảng bá sự kiện và người ta lại phải lôi nhau đến sự kiện. Nếu như mà thích đào tạo thì đào tạo online là được rồi, đúng không ạ? Thế thì liệu cái sự kiện này nó có khác gì với những cái việc mà chúng ta đang đào tạo online, những cái sự kiện lớn ấy? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi tất cả những cái thông tin xung quanh cái tầm quan trọng của sự kiện. Và kết thúc cái buổi đào tạo ngày hôm nay thì Anna mong rằng là anh chị em sẽ mang về cho mình được một cái công thức, và từ đó mình biết cái cách, mình hiểu rõ được lý do tại sao mình phải có mặt ở sự kiện, và mình biết luôn cái cách để mà mình có thể quảng bá cái sự kiện để nhiều người ở trong hệ thống của chúng ta có thể có mặt ở sự kiện. Và em cứ bắt đầu luôn nhỉ anh Cường nhỉ? Lần đầu tiên đào tạo nên đang còn hơi bối rối một tí. Yes, ok. Rồi ok. Be you. Dạ rồi. Anna có nói với anh Cường là Anna chưa đào tạo trên Zoom S69 bao giờ, cho nên là cũng có một chút hồi hộp. Thế thì cái phong cách của Anna thì mỗi người sẽ có một cái phong cách riêng. Mà phong cách của Anna thì Anna nói số 1, Anna nói sẽ hơi nhanh một chút. Cho nên là mà tôi cứ hưng phấn là tôi nói nhanh không phanh được. Nên anh chị em chuẩn bị sẵn giấy bút. Và nếu mà nhanh quá thì chỉ cần giơ tay lên thôi. Giơ tay này là Anna biết là nhanh quá, để Anna chậm lại một xíu. Cái số 2 là Anna là người mà có cái style đi vào chi tiết, hướng dẫn cụ thể cách làm từng bước. Thế cho nên rằng nó sẽ hơi bị nhiều thông tin. Anh chị em nói trước để anh chị em có thể hiểu được cái style của Anna. Và nếu mà các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ hỏi, và xong rồi thì sau khi Anna trình bày thì Anna sẽ giải đáp hết tất cả các câu hỏi của các anh chị em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần đào tạo của chúng ta nhé. Đầu tiên ý là tất cả chúng ta, nếu chúng ta hiểu được cái lý do tại sao chúng ta cần phải có mặt ở sự kiện thì hẳn là chúng ta sẽ có mặt ở sự kiện. Cũng giống như là khi chúng ta hiểu được lý do tại sao mà chúng ta lại làm cái công việc này thì tự động là chúng ta sẽ làm. Và tương tự như vậy, hệ thống của chúng ta cũng như thế. Thế thì tại sao sự kiện lại hiệu quả? Số 1, nghề của chúng ta là nghề kể chuyện, đúng không ạ? Ngành nghề kinh doanh của chúng ta là ngành nghề của sự chia sẻ. Thế cho nên rằng là để mà mình kể chuyện thì mình phải có câu chuyện. Giống như là để mà mình có thể nấu ra được những món ăn ngon thì mình phải biết là nguyên liệu nó có cái gì. Thế thì chính những cái ở những cái sự kiện lớn như thế này thì chúng ta sẽ có luôn, sẽ có được là những cái câu chuyện. Số 2, sự kiện quan trọng là bởi vì nó có bằng chứng đám đông. Bằng chứng đám đông là sao? Là đôi khi ấy, người ta vào người ta bảo
quái, không biết cái công việc này nó liệu nó có xứng đáng để làm không, hoặc là hay là mình có bị lừa không, đúng không nào? Ít người làm thì mình thấy là mình bị lừa, nhưng mà ví dụ 26.000 người, 30.000 người chỉ trong vòng 5 phút thôi mà 1.000 người có mặt đào tạo thì người ta sẽ không còn cảm thấy như thế nữa. Và chúng ta sẽ có bằng chứng đám đông ở cả hai khía cạnh. Khía cạnh số 1 là những người mà đang muốn tìm kiếm cơ hội kinh doanh, và khía cạnh số 2 là những người đơn giản chỉ là đang muốn tìm những cái sản phẩm. Và bạn sẽ có được những cái bằng chứng này khi mà bạn đưa được đội nhóm của bạn đến sự kiện. Nhiều khi chăm nghe không bằng một thấy, chăm thấy không bằng một trải nghiệm. Trải nghiệm ở đây tức là mình sờ vào, đúng không? Mình đến mình sờ vào thủ lĩnh này, mình sờ vào đồng đội của mình này, mình ôm họ này, mình thấy họ bằng da bằng thịt này, xem là những người mà đang có thu nhập cao ấy có phải là ảo tung chảo không hay là sự thật. Thế thì khi mà chúng ta đến sự kiện thì chúng ta sẽ có được điều đấy. Và rồi xem là nói rằng là lớp 3 làm được, lớp 8 làm được, chị Tô Đính Cute 57 tuổi làm được, cô Thanh làm được, người già làm được, thanh niên làm được, sinh viên làm được, có đúng hay không thì bạn sẽ gặp họ ở sự kiện. Chỉ có một chỗ để gặp họ thôi, đó là ở sự kiện, và chúng ta sẽ có những bằng chứng. Nữa là gì? Chúng ta sẽ được số 3. Đó là chúng ta sẽ được cải thiện cái mối quan hệ, cải thiện các mối quan hệ. Bởi vì sao? Khi bạn đến đấy, bạn sẽ có rất là nhiều những cái câu chuyện khác, gọi là gì nhỉ? Cái cách tiếp cận khác nhau, cái cách xử lý những cái tình huống khác nhau. Bạn sẽ bằng quan sát các cái leader và những người có mặt ở sự kiện, và bằng cái việc mà bạn tương tác với họ thì tự động cái kỹ năng mà mối quan hệ, cải thiện mối quan hệ của bạn tự động nó được tăng lên. Đó. Cái số 4 là phát triển được các leader trong đội nhóm của các bạn. Đôi khi chúng ta ở nhà, chúng ta có mỗi một mình, gọi là một mình ở trong cái ao làng thôi. Xem đi xem lại, các bạn có công nhận là hoa hậu này, các bạn nhìn mãi các bạn vẫn tìm thấy điểm xấu của hoa hậu không? Nếu ai đồng ý giơ ngón tay cái. Đúng không? Đấy, cho nên rằng là vợ hàng xóm thì lúc nào cũng có điểm xinh. Xin lỗi các anh, em chỉ đùa thôi. Tức là nếu như mà một người mà có đẹp đến mấy mà mình cứ nhìn đi nhìn lại mãi mình thấy chán, thế thì mình có giỏi đến mấy thì mình cũng chỉ giỏi ở một cái góc độ nào đấy thôi. Ví dụ Anna thì có sở trường của Anna, rồi Ngọc Ánh thì có sở trường Ngọc Ánh, Hồng Hạnh có sở trường của Hồng Hạnh, Anh Sáng, Anh Cường, tất cả mọi người, mỗi người có một sở trường riêng. Thế thì nếu mà mình đưa được leader của mình đến sự kiện và họ bắt đầu tìm kiếm được những cái người mà thực sự phù hợp với họ, không phải ai làm công việc này cũng là muốn trở thành số 1, muốn vì tiền đâu. Có những người làm công việc này là bởi vì giá trị của sự đồng hành, bởi vì sự hỗ trợ người khác, là bởi vì được cống hiến, bởi vì được yêu thương. Có rất nhiều những cái gọi là cái xuất phát điểm và cái động lực, động cơ khác nhau. Ví dụ như đội của Anna thì Anna lúc nào cũng tiền, nhanh. Thì sẽ có những thành viên họ không như vậy, và khi đưa họ đến sự kiện, họ lại tìm được cái người mà như kiểu tâm đầu ý hợp ý. Và họ có những cái thủ lĩnh để họ modeling. Họ modeling cho đúng với cái style của họ. Thì đấy cũng là một trong những lý do mà tại sao ở sự kiện mình rất là dễ để mình phát triển các leader, và giúp cho các leader của mình tìm được những cái mối lương duyên thực sự của họ. Mặc dù họ sinh ra ở trong hệ thống của mình, thế nhưng mà họ lại gọi như kiểu là rơi vào tình yêu với một leader nào đấy khác. Thì ở sự kiện chúng ta sẽ có thể là cho họ được cái cơ hội để mà tìm kiếm được những người như thế. Điều nữa là gì? Ở sự kiện thì vui. Chúng ta có những người họ còn gọi là thầy, ngày xưa thầy dạy tâm lý của Anna có dùng một cái thuật ngữ là ăn cắp năng lượng. Ở sự kiện ý, là cái nơi mà toàn những người năng lượng mạnh thôi, toàn những người năng lượng cao, ngùn ngụt. Cho nên là khi mà mình đến đấy thì mình sẽ chơi được với những người mà ở năng lượng cao, và người ta nói rằng là bạn là trung bình cộng của 5 người bạn hay tiếp xúc mà. Thế thì khi mà ở sự kiện đấy thì bạn sẽ thực sự là bạn sẽ cảm thấy rất là vui vẻ với những người mà trong đội nhóm chúng ta toàn là những người tràn đầy năng lượng. Đặc biệt là bạn mà đi sự kiện của leader, tôi nghĩ là sự kiện của leader S69 chúng ta sẽ là những sự kiện mà rất là điên. Tôi đang hình dung là sẽ có những trò rất điên, nhưng mà tôi chưa biết là trò đấy là trò gì. Và rồi mình sẽ có một cái cuối cùng là có được một cái tầm nhìn mạnh mẽ. Ở nhà chúng ta cũng nhìn đấy, mà chúng ta nhìn khác. Đến đấy với sự chia sẻ của rất nhiều người, chúng ta sẽ có cái nhìn khác, cái góc nhìn khác. Ví dụ như mỗi một leader mà lên Zoom đào tạo này, họ cũng có một cái góc nhìn khác nhau. Và rồi bạn cũng sẽ tiếp cận. Và cái trưởng thành là gì ạ? Suy ra đến tận cùng, sản phẩm chỉ là cái cớ để chúng ta được gặp nhau, chúng ta được làm việc với nhau thôi. Chúng ta khoái nhau quá cho nên chúng ta cần phải có một cái gì đó để chúng ta được làm việc với nhau.
Vì chúng ta không thể nào mà cứ ngồi chơi xây nước nói chuyện với nhau mà tự nhiên có tiền được là cái chuyện không thể. Mình phải trao giá trị. Và khi mà bạn đến đấy và bạn có một được một cái tầm nhìn mạnh mẽ thì tự động mọi thứ bên dưới sẽ được giải quyết hết. Đại thể là mình có các cái tầng nhận thức ấy, nào là tầng what, từng where, như kiểu là ở đâu cái gì, làm như thế nào. Mấy câu đấy là những câu ở tầm nhận thức thấp. Nếu bạn có được một cái tầm nhìn lớn, bạn sẽ hiểu được cái lý do tại sao bạn làm công việc này. Bạn biết được bạn là ai. Thì thông qua những sự kiện chính là cái hành trình mà bạn dấn thân vào để rồi bạn trưởng thành và bạn nhận ra được tại sao mình lại làm cái này. Mình sinh ra trên đời này để làm cái gì. Bởi vì sao? Bởi vì ở đấy toàn là những người có tầm nhìn lớn. Bạn nghe họ thôi, bạn về, bạn chỉ cần một từ khóa thôi là những cái hạt giống về tầm nhìn lớn đã được gieo trồng ở trong tâm trí của bạn rồi. Và sau đó về việc của bạn là tưới nước hàng ngày, là một hạt nhỏ sẽ nở thành cây to. Đó là như thế. Không bao giờ là cần phải có hạt to mới nở thành cây to. Quy luật là một hạt nhỏ sẽ nở thành cây to. Cho nên rằng là đấy là những cái lý do mà sự kiện nó sẽ hiệu quả với chúng ta. Và khi chúng ta hiểu được các lý do mà sự kiện hiệu quả với chúng ta thì cả cuộc đời làm network marketing của chúng ta chỉ cần làm sao để mà chúng ta quảng bá được sự kiện. Chúng ta nương theo cái dòng chảy của sự kiện, tự động sẽ thành công. Một cái chú cá mà bơi ngược dòng bao giờ cũng phải nỗ lực nhiều hơn, đúng không ạ? À, một người mà thuyền ra khơi mà đang bị ngược gió bao giờ cũng đi tốc độ chậm hơn, thuận gió thì tốc độ sẽ nhanh hơn. À, và rồi nếu như mà cái thuyền của mình á, chỉ cần để trôi theo dòng nước thì nó cũng sẽ chảy từ thượng lưu xuống hạ lưu, đúng không nào? Đúng ạ. Ai đồng ý là một chiếc lá, một cái thuyền nó luôn luôn xuôi theo dòng chảy từ thượng lưu xuống hạ lưu thì giơ ngón tay cái. Dạ, cảm ơn tất cả các anh chị em đã tương tác. Như thế tức là nếu mà chúng ta sử dụng dòng chảy của sự kiện thì bản thân cũng, chúng ta cũng như những chiếc thuyền mà được xuôi theo dòng nước. Ai mà học vật lý giỏi thì nó sẽ có hai cái để tạo thành vận tốc. Cái số 1 là vận tốc của dòng nước và cái số 2 là vận tốc của cái thuyền. Mình cộng cả hai cái thứ đấy lại thì mình ra được cái vận tốc thực của cái quá trình di chuyển. Cho nên ai mà biết tận dụng được cái sức mạnh, được cái dòng chảy của sự kiện thì y chang là chúng ta đang đi cái thuyền của chúng ta trên một cái dòng chảy có cái vận tốc rất lớn để tổng cái vận tốc của chúng ta nó sẽ phát triển. Và vì thế cho nên rằng là cái phần số 1 Anna muốn trao đổi với các anh chị em đó là lý do tại sao sự kiện lại hiệu quả. Và anh chị em đã kịp ghi xuống chưa ạ? Nếu ai kịp ghi xuống rồi thì giơ ngón tay cái. Có bị nhanh quá không? Anna có bị nói nhanh quá không ạ? Anh Cường em nói nhanh không ạ? Ok ok, rồi. Đến cái phần số 2 là chúng ta sẽ cần phải có một bức tranh. Giống như là thủ lĩnh hay nói rằng là phải biết điểm G và điểm T của mình ấy. Biết điểm G và điểm T. Tức là nếu bây giờ nhá, mình muốn đến sự kiện đúng không? Thế thì mình phải gắn cái việc của mình đến sự kiện với một cái niềm sung sướng. Và mình phải gắn được cái việc mình ở nhà với một cái sự đau đớn. Bao giờ mà nỗi đau nó lớn. Khi mà bạn không thuộc về cái nơi mà bạn nhẽ ra phải thuộc về, tự động bạn sẽ có hành động, đúng không nào? Thế thì ngày hôm nay Anna sẽ cùng với anh chị em mình phân tích một vài con số. Anna rất là thích các con số. Khi mình phân tích một vài con số này các bạn cũng biết rồi, hôm nay chúng ta sẽ nhắc lại. Và vì cái việc đấy mà có thể là chúng ta sẽ được gieo một cái hạt giống để mà chúng ta, cái ham muốn của chúng ta trở thành sự kiện là một cái cây, nó sẽ nở ra to hơn. Và rồi chúng ta sẽ lan tỏa cái hạt giống này đến với tất cả mọi người. Bây giờ thì anh Cường cho em cô code đấy ạ. À cô host em. Ok em share màn hình. Cô rồi em. Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh. À, bây giờ chúng ta sẽ có các con số. Đương nhiên là chúng ta có rất nhiều vị trí, đúng không ạ? Mà Anna sẽ nói những vị trí mà nó gọi là to một tí nhá, kiểu có đội nhóm một tí. Đầu tiên, nếu mà bạn muốn có thu nhập 20 triệu một tháng thì bạn cần đưa 10 người đến sự kiện. Đó, này là cái số 1. Tiếp đến, nếu bạn muốn có 40 triệu một tháng, vị trí này tương đương với nhà tư vấn chuyên nghiệp, đúng không ạ?
trên này là tương đương với tư vấn viên cao cấp. Thì bạn sẽ cần đưa 20 người đến sự kiện. Nếu bạn muốn có thu nhập 80 triệu một tháng, vị trí này tương đương với vị trí thủ lĩnh, thì bạn sẽ cần đưa 100 người đến sự kiện cho nó máu. Tại vì 100 người này nó còn ra được nhiều người nữa, nhiều vị trí khác nữa chứ không phải chỉ thế. Xin lỗi. Lỗi quá, 40 người đến 50 người. Hèn gì mà thấy thủ lĩnh ngồi cười. Thấy thủ lĩnh cười một cái là mình phải để ý lại ngay. 200 triệu một tháng là vị trí thủ lĩnh quốc gia. Thì bạn sẽ cần đưa 100 người đến sự kiện. Nào, đây là con số Anna rất là khoái luôn. Cho nên là đây là một con số mà tôi khao khát tôi sẽ đưa được người đến sự kiện. Đương nhiên là mình phải có lộ trình. Nếu mình muốn có 2 tỷ một tháng, cái này gọi là siêu thủ lĩnh quốc tế, tôi tự đặt đấy. Thì chúng ta sẽ đưa 1.000 người đến sự kiện. Và đây là mục tiêu của tôi. Làm thế nào để con số 1.000 người này xuất hiện, tự động tôi sẽ là siêu thủ lĩnh quốc tế với thu nhập 2 tỷ một tháng. Thế thì khi mà mình nhìn thấy được cái bức tranh này, các bạn neo được con số này, các bạn sẽ hiểu được cái giá trị của cái số lượng người đến sự kiện liên quan gì đến với đến cái gọi là cái vị trí của mình. Và đương nhiên không có nghĩa là bạn đưa đến tháng này thì tháng sau họ sẽ như kiểu là họ sẽ làm cho mình lên vị trí ngay, đúng không ạ? Càng là những vị trí trên cao, số lượng người của mình càng nhiều thì mình càng cần thời gian nhiều hơn để cho tất cả đều trở thành các leader. Thế và bạn nào mà nhanh thì Anna tin tưởng là trong vòng 6 đến 12 tháng các bạn sẽ chinh phục được cái vị trí mục tiêu của các bạn. Bởi vì là cái này là Anna tính toán, và sự thực thì Anna cũng chẳng tự đưa ra con số này. Anna cũng chả tự đưa ra con số này làm gì. Đầu tiên ấy ạ, khi mà mới vào hệ thống S69 thì người mà đã neo vào đầu Anna các con số này chính là anh Trương Huy Cường. Sau đó thì Anna cũng mày mò, Anna tìm tòi, Anna lục lọi xem là nó có công thức nào ở trên thế giới không. Thì Anna thấy rằng là các thủ lĩnh trên thế giới họ cũng đang làm theo công thức này. Bất kể là sự kiện của họ, gọi là hệ thống của họ ấy, nó có khác biệt gì thì cái nguyên lý nó vẫn là như thế. Cái nguyên lý nó vẫn là như thế các bạn ạ. Và việc của chúng ta là gì? Việc của chúng ta là cứ tin tưởng vào thông tin mà người hướng dẫn cung cấp. Và hồi đấy khi mà Anna đến sự kiện thì là Anna là một người rất là may mắn. Từ khi Anna vào đến giờ Anna chưa bỏ lỡ bất kể một sự kiện nào, bao gồm cả chủ quan lẫn khách quan. Mọi yếu tố nó đều vô cùng thuận lợi, cho nên có lẽ vì thế mà Anna đã phát triển nhanh. Thế thì lúc đấy anh Cường nói với Anna rằng là Anna vào ngày 14 tháng 10 thì Anna ký hợp đồng. Và anh Cường nói là tháng 11 có sự kiện Rick Came. Nếu em đưa được 20 người đến sự kiện Rick Came thì em sẽ lên được vị trí chuyên nghiệp trong vòng 3 tháng. Tôi bắt đầu lốt đinh não làm nào để tôi có thể có 20 người đến sự kiện Rick Came. Và rồi đến tháng 11 thì Anna lại tham gia được cả hai cái Rick Came luôn, ở Hà Nội và Sài Gòn luôn. Cái lúc mà tôi định không bay ra Hà Nội nữa rồi thì tôi vẫn nhớ đến con số 20 của anh Cường. Và tôi bảo thôi mình phải bay, mình phải đi. Thế mình tính trì hoãn rồi vì Anna ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Và rồi đến tháng 11 đấy Anna lên chuyên nghiệp là bởi vì Anna đưa đến tổng cộng là miền Nam. Miền Nam là 20 người, còn miền Bắc thì là 8 hay 9 người ấy. Thế cho nên là ngay ở trong tháng 11 đấy thì Anna lên được cái vị trí đấy. Và rồi thì sau này cả cái sự kiện mình rất may mắn là gì? Thực ra ngay tháng 10 khi Anna gia nhập các bạn ạ. Ví dụ nhá, ngày 12 Anna gặp anh Cường ngày 14 thì ngày mười mấy ấy, khoảng trong tuần đấy thôi, ngày 16, 17 gì đấy. 19 tháng 10, chào mẹ. À 19 tháng 10 là đúng một tuần sau thì là đại hội của công ty. Và tại đại hội của công ty thì Anna lúc đấy là bảo anh ơi em không phải là người mà bị ảnh hưởng bởi ba cái trao giải này, em không phải bị ảnh hưởng bởi cái đấy. Mà tôi biết là trong đội của tôi có một người rất là bị ảnh hưởng bởi cái đấy. Tôi bảo anh Cường bảo bây giờ trễ quá rồi, Anna đâu có vé đâu. Anh Cường nói là anh chỉ có một vé thôi. Anna nói thế thì anh đưa cái bạn đấy vào, em không cần vào, em không bị ảnh hưởng bởi cái này.
Thế thì anh Cường bằng mọi chiến lược anh Cường nói rằng Anna cần phải có mặt. Thế thì tôi có mặt, và khi tôi có mặt thì anh Cường nói với tôi là em phải ở lại hết buổi chiều ngày hôm nay. Em bảo em không có thích mấy cái phần mà trao giải này kia. Thế là Anna vẫn có mặt ở cuối buổi chiều. Và sự thực thì ở đấy mình thấy bức tranh lớn. Mình thấy những cái bằng chứng, mình thấy những con người mà mình ngồi ở dưới. Và cái chị mà đi cùng mình, chị thủ thỉ vào tai mình là thế sang năm thì mình có ở trên sân khấu không? Thì đấy là chị Tracy. Chị Tracy đang hiện tại đang là tư vấn viên cao cấp trong đội nhóm của Anna. Và lúc đấy Anna nghĩ là sang năm ở trên sân khấu à? Nghĩa là gì? Nghĩa là nhận Mercedes. Và thực sự bắt đầu cái hạt giống của cái việc là đại hội sau một năm là cái lúc tôi nhận mẹc. Lúc đấy tôi chưa hề biết một cái gì cả. Tôi đã được gieo vào đầu cái đấy rồi. Và chị Tracy chính là người gieo vào đầu tôi. Chị họ bảo là sang năm việc của mình là lên trên kia kìa. Và lúc đấy mình mới bảo là ừ, mà mình nhìn đại hội 2.000 người mình cũng thấy khiếp đảm. Mà mình bảo sao chả có ai mình quen cả. Thế là khi mà không thấy ai mình quen, mình bảo là ôi, thế là cơ hội rất lớn. Bởi vì người quen của mình chưa ai làm. Thế mình có thể rủ người quen của mình làm ngay, để mình có đội nhóm ngay. Thế rồi thì mình vô cùng hào hứng mà. Và tôi mới thấy rằng và ở đấy tôi cũng, tại vì bản thân Anna là một nhà sinh học, cho nên Anna rất là kỹ về mặt sản phẩm. Thì lúc đấy mình bắt đầu nghe cái giới thiệu về sản phẩm mới, mình mới thấy sướng. Mình bảo à, đây là những cái gì mà mình thực sự muốn làm rồi. Mình không cần gì mình phải tự làm nữa. Và rồi cái hạt giống của việc đóng cửa doanh nghiệp của tôi cũng là ở sự kiện. Mà tôi sau này tôi mới phát hiện ra là chị Tracy, chị bảo ơ này, thế tại sao cái tên mà hồi đấy là Yogo chưa về? Và chị Tracy chị nói rằng là cái Yogo này tên cũng giống tên thương hiệu của Anna. Anna ngày xưa có thương hiệu là Yobo. Thế thì chị Tracy nói hay là tiền kiếp đã làm rồi bây giờ xuống làm dở. Nếu mà tiền kiếp đã làm rồi bây giờ về làm cùng người ta đi, việc gì mà phải tự làm thêm. Thế tôi quắc mắt tôi nhìn, tôi bảo ý là sao? Lúc đấy tôi không bao giờ tôi nghĩ là tôi sẽ đóng cửa doanh nghiệp của tôi. Mà sau khi làm thì sau 5 tuần thì tôi đóng cửa doanh nghiệp của tôi. Cho nên rằng các bạn ạ, cái hạt giống đấy nó đã được gieo vào đầu mình rồi. Và nó sẽ được gieo vào lúc sự kiện. Nó được neo vào tầm tiềm thức và mình không biết lúc nào nó sẽ nở thành cây đâu. Cho nên rằng là khi mà các bạn có mặt ở sự kiện thì nó sẽ làm cho chúng ta có những quyết định rất là lớn. Và nếu như các bạn mà cũng có mặt ở đầy đủ tất cả các sự kiện giống như đội nhóm của Anna và rồi Rick Kem miền Nam 05 thì Sài Gòn là đầu tiên, Sài Gòn là thành phố cuối cùng được tổ chức chứ, vào hồi tháng 3. Xong rồi bằng một cái sức mạnh thần thánh nào đó gọi là siêu nhiên không biết, thì Sài Gòn lại là cái tuần đầu tiên tổ chức. Anh Cường hỏi Anna là chiến không em? Anna nói làm luôn. Thế thì cuối cùng Sài Gòn là cái thị trường duy nhất, miền Nam là thị trường duy nhất được giải quyết, à được làm. Và nhờ cái sự kiện Rick Kem đấy mà Anna lên được cái mức, em mở thủ lĩnh chưa nhỉ? Trong 3 tháng 4 Chưa, lúc đấy em đang tạo là nhà tư vấn chuyên nghiệp. À, em là tư vấn chuyên nghiệp, mà tháng 3 thì Anna lên được tổng doanh chuyên nghiệp, nhưng mà tổng doanh số của Anna vào tháng 3 là hơn 40.000 điểm rồi. Tức là nếu mà tính đến tổng doanh số là mình đã đủ tiêu chuẩn của thủ lĩnh rồi, và mình biết chắc rằng là tháng 4 là mình sẽ lên thủ lĩnh. Thế thì nếu Anna tin tưởng rằng là nếu tất cả các anh chị em mà cũng hợp duyên như vậy vào và được theo dòng chảy của sự kiện liên tục như vậy, thì thế nào mình cũng ra được các quyết định lớn. Và đội của mình ấy, toàn bộ đội leader của Anna bây giờ là họ đi cùng Anna bắt đầu từ sự kiện Rick Kem hồi tháng 10 cho đến tất cả các sự kiện, họ chưa bỏ lỡ một cái sự kiện nào. Thế thì đấy chính là cái lý do mà tại sao đội nhóm của Anna phát triển mạnh và nhanh. Cũng như là khi anh Trương Huy Cường hướng dẫn thì anh luôn luôn nói rằng là tại các sự kiện thì các quyết định lớn sẽ được đưa ra. Và Anna xin được trình bày hai phần đấy. Số 1 là tại sao sự kiện lại hiệu quả. Kể câu chuyện của bản thân Anna, để sau này các bạn cũng dùng câu chuyện của các bạn để các bạn kể lại với những cái người mới của các bạn á, để họ ra được quyết định. Và rồi cái số 2 là gắn một cái bức tranh thu nhập. Chúng ta có rất nhiều sự kiện từ giờ cho đến tháng 10, và các bạn cần phải xem những sự kiện này là những cái sự kiện để giúp các bạn đưa được tổng số người đến đại hội của công ty. Đó. Và nếu như mà đến đại hội của công ty là vào tháng 9 hoặc tháng 10 mà các bạn cứ đưa được 100 người đến thì tức là thủ lĩnh quốc gia, đưa được được 1.000 người đến tức là siêu thủ lĩnh quốc tế, 2 tỷ một tháng. Thế thì đấy thực sự nó là cái mộng của Anna. Lúc đấy Anna hỏi anh Cường là anh đại hội có tổ chức ở miền Nam, vì thị trường của mình ở miền Nam. Nếu mà thị trường của tôi ở miền Nam mà đại hội tổ chức, tôi dám đảm bảo là tôi phải làm được ít nhất một nửa số đấy. 500 người tôi sẽ tìm cách để đưa đến, bằng mọi chiến lược, bằng mọi thủ đoạn. Mình phải tìm cách để mình đưa đến được. Thế thì đấy là cái khát khao của Anna. Và Anna sớm nhìn ra được cái sức mạnh của sự kiện.
Tôi nhìn ra được bởi vì tôi rất tin người hướng dẫn của tôi. Anh Cường nói gì thì Anna đều ghi. Tổng số câu nói của anh Cường Anna ghi á, bây giờ là nói chung là nó cũng phải được vào trong một quyển sổ rồi. Hết một quyển sổ rồi. Cho nên và tôi nhớ từng câu mà anh Cường nói. Thế người hướng dẫn nói gì là mình ghi lại, người hướng dẫn nói gì là mình ghi lại. Người hướng dẫn bảo mình để ý cái chỗ nào là tôi sẽ để ý. Và vì thế cho nên rằng là tôi hiểu được cái tầm quan trọng của sự kiện và ngay từ sớm tôi đã quảng bá sự kiện rồi. Nếu như chúng ta muốn trở thành leader thì chúng ta chỉ cần tuyển dụng thôi. Còn nếu các bạn muốn trở thành những big leader, những leader lớn, những huyền thoại, những siêu thủ lĩnh thì các bạn phải biết quảng bá sự kiện. Và tôi định vị luôn tôi là một siêu thủ lĩnh cho nên tôi phải quảng bá sự kiện. Ngay từ đầu tiên tôi phải quảng bá sự kiện. Thành công là không lý do, thành công là đặt mông của sự kiện và đưa tối đa người của mình đặt mông của sự kiện, đúng không ạ? Ai còn nhớ câu này thì giơ ngón tay cái, thành công là đặt mông của sự kiện. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cho nên rằng là nếu như ngay từ đầu có nhiều người bảo rằng là tôi biết cái gì mà tôi có thể đưa ra quyết định được mạnh mẽ như vậy. Bạn mới mà người hướng dẫn của bạn thì không mới. Một lần trong đời bạn có dám tin người hướng dẫn của bạn? Nếu bạn dám tin người hướng dẫn của bạn, bạn tin bằng một cái niềm tin vô cùng mạnh mẽ, thì downline của bạn cũng sẽ tin bạn với một niềm tin vô cùng mạnh mẽ như vậy. Bằng cách mình kể câu chuyện của mình, bằng cách mình kể câu chuyện thôi. Nghề của mình là kể chuyện, cứ kể chuyện là người ta tự ra quyết định, chả cần phải thuyết phục. Cứ kể chuyện là người ta tự đưa ra quyết định. Đó, cho nên rằng là cái sự kiện là rất quan trọng. Và chúng ta có những loại sự kiện nào? 1121, Zoom online cũng là sự kiện. OPP hội thảo đấy cũng là sự kiện. Hãy có mặt, hãy để chống lịch của mình để có mặt. Đây là một cái tờ lịch làm việc theo tháng của Anna, nhìn thì nó hơi khó nhìn. Nhưng mà sáng thứ tư và sáng thứ bảy là chống. Không có cái lịch gì trong đấy cả. Đấy là lịch sự kiện OPP là phải chống để mình giải quyết những cái vấn đề ở trong đấy. Còn lại những ngày khác thì mình bắt đầu mới có hoạt động. Nhiều người nói rằng là anh dở việc với cả anh đi giao hàng với cả anh đang nói chuyện với downline. Ồ, đấy là việc rất là quan trọng. Và việc có mặt ở sự kiện còn là quan trọng hơn. Bởi vì chúng ta bằng cái cách chúng ta quảng bá sự kiện, neo theo dòng chảy của sự kiện, thì chúng ta tự động tăng lên các vị trí khác nhau. Như vậy mới có một cái sườn được. Giống như con cá nó sống được là bởi vì nó có cái xương sống. Chúng ta sống được là chúng ta có xương sống, đúng không ạ? Mất một vài cái xương sườn không chết, nhưng đụng vào cái xương sống là chết liền. Sự kiện nó chính là cái xương sống. Còn những cái hoạt động kia kìa chỉ là xương răng của con cá thôi. Nào là 1121 rồi tiếp khách rồi tư vấn rồi chốt đơn rồi giao hàng rồi xử lý này kia, nó chỉ là cái xương răng thôi. Mất vài cái vẫn sống được. Có người ta còn cắt bớt xương sườn đi để cho bụng nhỏ nữa, còn sống được. Cho nên là phải giữ cái xương sống, là bạn phải giữ được cái hệ thống sự kiện, phải theo được cái hệ thống sự kiện, đưa mình vào gọi là keep body in track, đưa mình vào một cái khuôn khổ có mặt ở tất cả các sự kiện. Và ban đầu thì mình không có cái khuôn khổ đấy đâu. Ban đầu tôi còn bỏ Dream Team cơ. Tháng thứ 2 tôi chạy chuyên nghiệp ý. Tôi chưa quen, tôi dùng sản phẩm chưa ngấm. Mới 10 giờ là tôi rũ rượi hết cả rồi. Tôi dùng rất là nhiều sơn hào hải vị của Siri, toàn là những sản phẩm đinh. Mà cứ đến 10 giờ là tôi rũ rượi ra. Thì người mới của mình cũng thế mà. Mỗi lần mà đến 10 giờ có hôm tôi nghe tôi còn ngủ gật nữa. Dream Team tận 11 giờ tôi bảo. Xong anh Cường hỏi, hôm qua em có vào Dream Team không? Bảo, anh em chuẩn bị để thứ 6 em bay. Đấy, tức là bản thân mình cũng đã có từng những cái như thế. Và đúng là người hướng dẫn của mình quá là kiên định. Anh ấy nói rằng là Dream Team không bao giờ được bỏ sót. Sự kiện là phải vào, đào tạo là phải vào, thì người của em mới vào. Y chang, thời đầu người của tôi cũng chả vào, quả tắc quả tùng, bập bà bập bõm. Đến khi mà tôi lên chuyên nghiệp xong 3 tháng, 2 tháng tôi chẳng tăng được doanh số nữa. Tức là vẫn là 20.000 ấy. Thế là tôi phải thay đổi ngay. Và khi tôi thay đổi một cái, tôi vào sự kiện đều một cái, là tự động doanh số của mình tăng trưởng. Tự động nó sẽ có độ trễ, nhưng mà nó sẽ tăng trưởng các bạn ạ. Cho nên các bạn phải nhớ là hãy hình dung hệ thống sự kiện chính là các xương sống, chính là cái xương sống tạo ra sự sống của mình. Và sự sống của mình ở Siri thì nó chính là dòng chảy sự kiện rồi. Bạn bỏ quên nó, tức là bạn tự mình đánh mất sự sống của mình ở đây. Đó. Và chúng ta có những loại sự kiện rồi, cả sự kiện online, sự kiện tuần, rồi chúng ta có những sự kiện offline rất là quan trọng. Tháng 6 này chúng ta có Leader Camp, tháng 7 chúng ta có Rick Camp, tháng 8 chúng ta có trại lãnh đạo, tháng 9 nếu không có đại hội thì chúng ta sẽ có bán hàng bùng nổ. Chủ tịch nhỉ?
Đúng rồi, tháng 8 đào tạo nhà đào tạo, tháng 9 bán hàng bùng nổ. À đây đây đây. Nói Tháng chung 10, là tháng 10 đại hội kinh doanh quốc tế. các bạn có quá nhiều sự kiện để có thể bứt phá. Quá nhiều sự kiện để có thể bứt phá. Và Anna tin tưởng rằng là từ giờ mà Anna cứ sử dụng nha, các bạn nhớ này, sự kiện đại hội kinh doanh quốc tế nó là một cái đinh, và tất cả các sự kiện khác sẽ xoay theo nó. Và rồi nếu bạn đi được, đưa được người đến lead the camp của tháng 6, cho nên là Anna vật vã, đội nhóm Anna vật vã để đưa được tối đa người đến lead the camp. Và Anna có tổng là 15 người có mặt ở lead the camp. Mà con số đấy tôi vẫn chưa hài lòng, nhẽ ra tôi bị hụt mất 6 người nữa. Nếu mà cho mình thêm một ngày nữa là mình sẽ có 6 người nữa đi. Vì tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm đúng một việc thôi là đưa mọi người đến leader camp. Đấy là tháng 6. Leader camp về đúng không? Đấy, các leader bắt đầu cũng được truyền, gọi là truyền những cái nguồn năng lượng lớn rất là lớn, nhận được nguồn năng lượng lớn đấy. Tháng 7 mình sẽ bùng nổ số người đến leader camp. Và khi tháng 7 bùng nổ số người đến leader camp thì sẽ có những người phải lên được vị trí K7 là 10.000 điểm để tháng 8 có mặt được ở đào tạo nhà đào tạo. Và rồi khi mà các bạn đã có một lực lượng như thế vào tháng 8 chẳng hạn, kết hợp với một cái tháng 9 bán hàng bùng nổ để chúng ta tái xác lập tất cả những cái vị trí để chúng ta đón cái đại hội kinh doanh quốc tế, thì tháng 10 mỗi một leader của bạn hoàn toàn có thể đưa đến 50 người. Bạn biết đưa đến 50 người có nghĩa là thu nhập của họ phải hơn 100 triệu rồi trong vòng từ 3 đến 6 tháng sau đó. Thế cho nên là nếu mà các bạn ngồi phân tích ra, tĩnh tâm lại, ngồi phân tích ra bằng các con số, các bạn sẽ thấy rằng là cái giá trị của nó khủng khiếp. Và các bạn sẽ hiểu được tại sao các leader lớn, từ anh Trương Huy Cường đến tất cả những leader lớn trong đội nhóm của chúng ta, tất cả các thủ lĩnh quốc gia, thủ lĩnh cao cấp, rồi tất cả những leader của mọi công ty trong lĩnh vực chúng ta đang hoạt động, họ dành cả cuộc đời của họ để quảng bá cho sự kiện. Cho nên tôi muốn định vị tôi là một siêu thủ lĩnh thì tôi cũng sẽ dành tất cả thời gian của mình có để quảng bá cho sự kiện. Và tôi tin tưởng rằng nếu mà các bạn cũng làm như vậy thì rất là nhanh chóng các bạn giữ cho cái cột sống của mình nó cực kỳ chắc và không bao giờ mình bị lầm đường lạc lối. Đó, thế đấy là cái những cái thông tin ban đầu mà Anna muốn trao đổi với các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái phần số 3, phần số 4, phần rất là quan trọng. Đó là cái công thức để bạn có thể sử dụng được cái sự kiện hiệu quả. Cái công thức này là cái công thức mà cũng chả phải do Anna nghĩ ra. Anna chỉ là một người sợt thông tin giỏi thôi. Tôi làm gì mà biết nhiều thông tin để mà nghĩ ạ. Tôi mới làm ngành nghề này được đến tháng này là kết thúc 7 tháng rưỡi tính đến thời gian. Cho nên là việc của mình là sợt thông tin rồi mình nghe theo lời hướng dẫn, người hướng dẫn của mình ấy. Anh Cường anh nói một câu, tôi phải sợt khoảng 5-6 cái video và bài viết cả tiếng Anh cả tiếng Việt tôi mới có thể hiểu được cái câu đấy. Cho nên là anh Cường anh bảo là tôi bảo anh ơi em vẫn đang còn sợ vì em chưa có kinh nghiệm. Anh Cường anh bảo là cái mức độ mà ngộ gọi là được những cái thứ quan trọng nhất ở trong network marketing, ở trong MMM thì em đã biết hết rồi. Thì tôi mới phát hiện ra là gì? Tôi tìm cách để hiểu những câu nói của thủ lĩnh. Thủ lĩnh nói một câu á thì bình thường mình chưa hiểu thì mình chỉ nghe thôi, mà tôi lại có cái trò rất là cứng đầu là tôi phải hiểu tôi mới làm. Tôi nghe thì tôi tin. Tôi tin thôi mà tôi hiểu tôi mới làm. Mà mỗi người có một tính cách khác nhau. Và tôi là vốn dĩ là chủ nghĩa đào sâu, cho nên là tôi sẽ tìm để tôi hiểu được. Và khi mà tôi hiểu ra được cái bảo tấm tắc mà ghê thật, một cái câu này là đúc kết cả nhiều năm, 10 năm, thậm chí có những người 20-30 năm họ chỉ đúc kết ra mỗi một câu thế thôi. Thành công mà đặt mông một sự kiện nói theo ngôn ngữ mà tôi thấy là cái câu đấy rất là dễ thương và cute. Đúng không ạ? Rất là dân dã, chỉ cần như thế thôi. Mà chúng ta không hiểu được, chúng ta cứ dấn thân đi rồi chúng ta sẽ hiểu. Còn ngay từ đầu á, chúng ta chỉ cần tin thôi, chúng ta chưa cần hiểu. Tin là đã dẫn đến hành động rồi. Thì bây giờ Anna sẽ cung cấp cho các bạn một cái công thức. Công thức này là tích góp được thông tin từ thời của Jim Jones, thầy của các người thầy, và rất nhiều các leader khác. Tôi bắt đầu tôi tìm hiểu và tôi kết hợp nó lại. Nay tôi chia sẻ với các bạn. Và để mà mình có thể sử dụng được cái sự kiện thành công thì cái thăng một, tức là cái yếu tố số 1, đó là cái tư duy của bạn, cái niềm tin của bạn về cái hệ thống sự kiện. Nếu mà tôi nói đây xong các bạn bảo trời ơi, cả ngày cái quảng bá sự kiện, cha biết làm cái gì khác, cứ cả ngày đi quảng bá sự kiện, hàng không chịu bán, tư vấn viên thì không chịu tuyển ví dụ thế, thì rất khó đúng không nào.
sự kiện đến đấy, xong rồi có những người đến đấy ầm ầm đi, chả học được cái gì, ồn ào đó. Ví dụ mình có tư duy đấy là xong rồi đấy, nó sẽ sao chép nhân bản trong hệ thống của mình rất nhanh. Nếu mà bạn có một cái niềm tin về sự hiệu quả của sự kiện, bạn phải nhấn mạnh gạch đít đến cái chữ hiệu quả, gạch. Bạn phải có một cái niềm tin, cái thăng một là bạn phải có một cái niềm tin vô cùng mạnh mẽ về hiệu quả của sự kiện, hiệu quả của sự kiện. Và với mà hiệu quả của sự kiện như vậy á, thì bạn phải có cái niềm tin mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần, gấp 10 lần, gấp 100 lần so với những tư vấn viên mới, so với những người mà bạn đang muốn mời họ đến sự kiện. Tại vì suy ra đến tận cùng, bài toán chỉ là chúng ta truyền niềm tin từ chúng ta đến người đối diện thông qua một cái cầu. Cái cầu đấy là cái kết nối của mình với người đấy có đủ mạnh hay không. Thế thì cái cầu phải chắc và niềm tin của chúng ta phải nhiều thì mới đóng gói nó lại và chuyển cho người ta được. Mình muốn người ta đến sự kiện thì bản thân mình phải tin, bản thân mình phải háo hức. Tôi nói thật nhá, ví dụ như sự kiện Leader Camp này này, tôi chả biết ở đấy được học cái gì cả. Nhiều người hỏi tôi, cái đào tạo này là có cái gì? Tôi bảo chả biết, mà vẫn đang rất hào hứng như ngồi trên đống lửa để có mặt ở sự kiện. Và để đi chơi cho vui thì bây giờ phải làm double ấy để bù lại được 5 ngày đi. Mình phải hào hứng và tạo ra cái sự hào hứng để có mặt ở sự kiện, nuôi dưỡng cái sự hào hứng đấy từ giờ cho đến lúc mà diễn ra sự kiện. Và liên tục nuôi dưỡng như thế, nói cho đội của mình cái lý do mà tại sao cái sự kiện này nó lại diễn ra. Tôi bảo thế này này, thì có biết tại sao mà tự nhiên bây giờ lại có cái Leader Camp không? Cực kỳ là thâm thúy nhá. Tôi bắt đầu giải thích, tôi cũng có biết đâu, mà tôi cứ giải thích như thế. Bây giờ đến đúng không? Xong bắt đầu về là làm bùng nổ này. Cuối tháng bùng nổ xong, tháng sau Rick Camp là đua nhau đến, tranh nhau đến. Và tôi bắt đầu nói ra những cái mắt xích đấy. Để đến cái đại hội kinh doanh quốc tế, nếu mình đưa đến 100 người, mình sẽ là thủ lĩnh quốc tế. Ồ, thế là bắt đầu mọi người mới sáng ra. Ồ, thì ra là như thế. Thì ra là sâu xa là mình phải đưa được 100 người đến sự kiện kinh doanh quốc tế. Thế thì khi mà bạn đưa được 100 người thì có phải bây giờ Leader Camp, nếu như mà tôi đưa được 15 leader đến theo các bạn đến đại hội kinh doanh quốc tế, tôi có đưa được bèo nhất phải 300 không? 15 người mà 300 chia ra cho 15 thì mỗi người chỉ cần nhân 2, 20 người thôi. Mỗi leader chỉ mời 20 người, một mình ngồi mời 300 người thì khó, nhưng một leader mời 20 người thì bèo, quá dễ với họ. Thế cho nên là gì? Mà mình lại đưa họ qua từng tháng chứ. Và bởi vì như thế cho nên mình giữ được họ trong cái trục của mình từ giờ cho đến cuối năm. Đấy chính là những cái gọi là siêu hay nằm phía sau, ẩn xuống phía sau mà các bạn cần phải hiểu được khi mà các bạn đưa người các bạn đến sự kiện. Vì thế cho nên là các bạn phải hiểu được cái lý do để niềm tin của mình phải mạnh mẽ. Rồi nữa là gì? Sau mỗi một sự kiện thì bạn phải hiểu được cái quy luật của số người đến với sự kiện. Nhiều khi mình buồn, mình bảo mình đưa lần trước mình đưa người đến sự kiện, lần này số lượng người đến sự kiện đấy bỏ một nửa. Thì bây giờ Anna sẽ cho các bạn một con số nhé. Toàn là những siêu bí mật để giúp cho hệ thống các bạn bùng nổ. Đó, Anna chia sẻ với các bạn. Lại chơi số cho nó dễ hình dung. À, mình xóa cái này đi. Rồi. Ví dụ bây giờ này, lần 1 bạn đưa đến 100 người. Lần 2 sẽ chỉ còn lại 1/2. Nhớ luôn. Bắt đầu đội nhóm này các bạn review lại xem có đúng ở trong đội nhóm của mình như vậy không. Sẽ còn chỉ lại còn 1/2. Nhưng chỗ này mình phải dùng từ nhưng, bởi vì nó đổi từ xấu sang tốt, cho nên mình được dùng từ nhưng, thủ lĩnh nhỉ. Nhưng hiệu quả của mỗi người thì hiệu quả trên mỗi cá nhân thì tăng ít nhất nhân 2 lần. Bạn nhìn thấy tổng total hiệu quả vẫn thế. Lần 3 chỉ còn lại 1/4. Thôi mình dùng từ và đi. Và hiệu quả nhân 4 lần. Lần 4 chỉ còn lại 1/8. Nhưng mà hiệu quả thì nhân 8 lần. Trên một cá nhân ấy, trên một cá nhân ấy. Nào, anh chị em chúng ta chú ý đặc biệt vào đây, chú ý đặc biệt vào đây. Chỗ này rất là quan trọng, chú ý đặc biệt vào đây. Chỉ cần các bạn trụ lại được. Tại sao?
anh Cường nói rằng là, đây nhá, tôi Anna nói rồi, một câu của thủ lĩnh thâm thúy cực kỳ. Lục vài chục cái video, xem vài chục cái bài viết về network marketing mới có thể hiểu được cái câu đấy. Câu đấy là, Anna có 3 quy tắc ở đây để có thể thành công. Quy tắc số 1, em phải lên sân khấu càng nhanh càng tốt. Quy tắc số 2, em phải có mặt ở tất cả các sự kiện và đưa tối đa người của mình đến các sự kiện. Quy tắc số 3 là em phải luôn luôn trụ lại được trong cái ngành này. Tôi bắt đầu ghi xuống 3 quy tắc đấy và tôi bắt đầu tìm hiểu xem tại sao lại vậy. À, và khi tôi tìm hiểu tôi phát hiện ra này, các bạn để ý này. Nếu bây giờ nhá, lần số 2 chả cần biết ai bỏ cuộc, các bạn chỉ cần biết các bạn là các bạn thuộc về cái 1/2 còn lại này này, thì tức là theo quy luật của ngành nghề, hiệu quả của các bạn đang được tăng lên ít nhất gấp 2 lần. Lần số 3, chả cần biết ai bỏ cuộc. Ô, có người giơ tay tức là bị nhanh quá. À, bị nhanh quá nói lại. Nếu lần số 1, đội nhóm của bạn có 100 người. Lần số 2, còn lại 50 người. Bỏ qua luôn ai sẽ bỏ cuộc đi. Bạn chỉ cần quan tâm bạn là một trong những người ở lại, thì tức là hiệu quả của bạn đã tăng lên ít nhất gấp 2 lần rồi. Lần số 3, bỏ qua luôn cái 3/4 những người ta bỏ cuộc ấy. Đấy là chuyện bình thường, đấy là quy luật bình thường. Bạn chỉ cần quan tâm bạn là 1/4 cái số người ở lại, thì hiệu quả của bạn đã tăng gấp 4 lần rồi. Lần số 3, bỏ qua luôn cái 7/8 những người mà bỏ cuộc, thì bạn còn lại là 1/8 chỗ này, thì hiệu quả của bạn đã gấp 8 lần rồi. Và tương tự như thế cho lần số 5. Anna thấy nhiều người giơ tay quá. Có gì khó hiểu ạ? Nếu mà vẫn ok giơ ngón tay cái để cho Anna tiếp, đang hay. Dạ cảm ơn anh chị em. Rồi. Thế thì khi mà mình nhìn vào đấy thì mình biết là nó luôn luôn có quy luật. Cái anh Cường có nói một câu với Anna rằng là người kinh doanh network marketing thành công là người nắm bắt được những quy luật và sử dụng được những quy luật. Quy luật số 1 mà anh Cường nói, ban đầu chúng ta sẽ không được trả tiền cho một số việc mà chúng ta làm. Và sau này càng về sau chúng ta càng được trả tiền nhiều hơn cho những đơn vị công việc mà chúng ta làm. Quy luật về tiền theo thời gian. Quy luật số 2, các bạn có nhớ rằng quy luật của người nông dân không ạ? Người nông dân gieo lúa ấy, có hạt lép hạt không? Đấy, hạt lép rồi hạt bị quạ tha, bị chim ăn, phải chịu chứ. Gieo mà lại cứ mải mê nghĩ đến là ôi dồi, tôi gieo ra 1.000 hạt mà tại sao chỉ có 500 hạt nở thế này thì chết. Mình phải nhìn vào mình đang có một vườn lúa rồi. Quy luật số 3 là quy luật của quân đội. Quân đội là gì? À, ví dụ mà hô toàn quân thì phải là yes sir. Đấy, tôi rất là nhớ những gì mà thủ lĩnh tôi dạy. Quy luật số 4 là quy luật của nhà vô địch. Chơi theo cách của nhà vô địch. Và hôm nay Anna nói với các bạn cái lý do này, nó nằm trong các quy luật mà thủ lĩnh mình nói thôi, chả đi đâu xa xôi cả. Quanh đi quẩn lại vẫn là nằm trong bàn tay này hết. Bí kíp võ công nó cũng chỉ có thế. Quan trọng là các bạn có tìm cách để mà hiểu. Còn nếu mà ai mà chưa kịp hiểu, hôm nay Anna giải thích cho những gì mà Anna hiểu, Anna diễn đạt lại với các bạn, để cho các bạn có được những lý do và các bạn chia sẻ với đội của mình những cái lý do tại sao họ phải có mặt ở sự kiện. Thứ nhất là mình phải trụ lại được. Và rồi này, có một nguyên tắc, các bạn cần phải đưa người đến sự kiện. Để chìa khóa nhé, chìa khóa này là tôi có mặt ở sự kiện thì nhất định tôi sẽ là người chiến thắng. Bởi vì nó luôn luôn có quy luật, những lần sau mình có mặt ở sự kiện thì cái kết quả của mình nó sẽ được nhân lên. Nếu bạn có mặt ở sự kiện thì nhất định bạn sẽ là người chiến thắng. Đấy là cái điều bạn phải nhớ số 1. Số 2, khi mà bạn quay lại các sự kiện thì việc của bạn là phải đưa đến lượng người nhiều hơn. Tốc độ đào thải không bằng tốc độ người mình đưa đến sự kiện. Cái số lượng người còn lại luôn luôn là leader. Và một leader thì họ có thể mang số lượng người nhiều người hơn đến. Số lượng người mình đưa đến đã giảm xuống, mà tính tổng số lượng của các người, của các leader của mình đưa đến thì nó nhiều hơn, rất là nhiều. Để
Các bạn hiểu điều này, Anna, chúng ta lại chơi với các con số một lần nữa nhá. Cho nói có sách mách có chứng. Nếu ví dụ bây giờ, tại sao anh Cường, anh ấy có là một ngày bạn hãy chia sẻ với hai ngày. Nếu bạn có 100 người mà mỗi người mà muốn đưa đến được 10 người thì tỷ lệ là 10% thôi. Nếu mà mỗi người đưa đến 5 người, tỷ lệ tăng lên 20%. Nếu mỗi người đưa đến 3 người, tỷ lệ là 30%. Nếu mỗi người đưa đến 5 người, à xin lỗi 2 người, nói ngược, 2 người thì tỷ lệ là 50%. Đây là Anna lấy ví dụ thôi, để cho các bạn biết là cái tính quy luật của nó. Dễ thì nhiều người làm được hơn, 10 người thì ít người làm được hơn. Suy đến tận cùng nhân đi nhân lại nó cũng bằng nhau à. Cho nên là ở đây nếu chúng ta đang có một đội nhóm đông, các bạn phải sử dụng được cái sức mạnh của đám đông. Mỗi người chỉ cần đưa đến một ít thôi thì tự động con số nó đã là rất lớn rồi. Cho nên là đừng bao giờ quên là chúng ta đang làm ngành network marketing là ngành dành cho số đông. Và việc của chúng ta là phải làm sao mà đưa ra được những chiến lược và số đông người làm được là vì như thế. Lại bắt đầu một quy tắc, một quy tắc của anh Cường dạy. Trong ngành này, việc gì mà chỉ một mình làm được hoặc ít người làm được thì đừng có làm. Việc gì mà rất nhiều người làm được thì mình hãy làm. Đây chính là như thế. Đưa ra một cái luật, quy luật chơi nào đó mà rất ít người làm được, mình phải điều chỉnh ngay. Thực ra hôm nay nhẽ ra cái bài đào tạo của Anna là 20-30. Sau một thời gian triển khai, Anna phát hiện rằng là số người làm được cái chỗ đấy là quá ít so với số đông. Anna nói với anh Cường là anh ơi, chủ đề khác, để cho mọi anh chị em đều có thể làm được. Thế thì đây chính là cái điều mà mọi người đều có thể làm được. Và tính ra cái kết quả tổng cộng ấy, nó vẫn được bảo toàn. Cái ý của Anna là như vậy nhá. Chứ còn cái con số vừa rồi thì nó không có ý nghĩa, nhưng con số trước thì nó có ý nghĩa đấy. Đó. Thế cho nên là khi bạn quay lại, bạn luôn luôn phải đưa số người nhiều hơn. Và nó luôn luôn có sự sàng lọc. Bạn phải hiểu điều đấy. Đó là những cái chìa khóa rất là quan trọng để mà chúng ta hiểu được tại sao chúng ta phải có mặt ở sự kiện, phải quay lại sự kiện, phải đưa được nhiều người đến sự kiện, phải trụ lại trong ngành nghề kinh doanh này. Chỉ cần bạn trụ lại, bạn là cái người thuộc về 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 còn lại. Bởi vì nó có sàng lọc, đúng không ạ? Lên 1/64, 1/128 là bạn là thủ lĩnh quốc tế rồi. Bạn cứ hình dung mà xem. Mình phải là người trụ lại chứ. Chả hiểu cần biết cái gì, tôi cứ trụ lại là được. Đó. Rồi, đấy là cái niềm tin. Cái thăng 1 là niềm tin. Niềm tin số 1 là niềm tin hiệu quả của sự kiện. Niềm tin số 2 là niềm tin về lợi ích khi mà bạn có mặt ở sự kiện và bạn đưa đội nhóm của bạn đến sự kiện. Thế thì niềm tin về lợi ích là như thế nào? Khi có mặt ở sự kiện, bản thân mình có kết quả. Các thành viên trong đội nhóm của mình có kết quả, đúng không ạ? Bản thân mình vượt ngưỡng chứ. Để có mặt ở sự kiện thì chạy số mệt, thấy ông bà ông vải luôn, đúng không ạ? Mà vẫn làm, một ngày làm 14-18 tiếng để đủ cái điều kiện để có mặt ở sự kiện là một sự vượt ngưỡng rồi. Nếu không có cái lý do đấy để tạo ra áp lực cho mình thì không bao giờ có kim cương. Phải có áp lực mới phải có kim cương. Ngày xưa Anna là học gọi là khối chuyên á, là lò luyện Olympic quốc tế, là học về sinh học. Càng ngày bị hỏi các câu hỏi tại sao và thi liên tục. Mẹ tôi bảo số ơi con ơi con, sao con thi nhiều thế, hồi đấy cứ mỗi lần thi là lại đau dạ dày, lại đi bệnh viện. Sau này đến bây giờ Anna mới phát hiện ra rằng là khi mà mình hiểu về não bộ ấy, thì mình mới phát hiện ra được là cái giá trị của các kỳ thi. Thì khi các bạn hiểu về não bộ, các bạn sẽ hiểu được giá trị của các sự kiện và các tiêu chuẩn để có mặt ở các sự kiện. Bây giờ thế này nhá, Anna cần phải giải thích với các bạn cái lý do tại sao phải có tiêu chuẩn. Anna không biết nó có đúng là cái mà anh Cường, anh ấy đang nghĩ không, mà đây là cái tôi hiểu. Thì đây chỉ là cái cá nhân Anna hiểu thôi. Anna chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Myru, mình là người nói, mình có quyền được nói. Cho nên là tôi sẽ nói cái cách mà tôi hiểu. Ví dụ thế này nhá. Trẻ con á, đố các bạn tại sao phải có các kỳ thi.
Đố là mình nghĩ thôi. Bây giờ nếu mà tôi mà cho các bạn nói một cái là hết mất mất bài. Tôi muốn cung cấp thông tin cho các bạn. Một lát nữa mình trao đổi. Mà thế này, quy tắc của não bộ ấy là những cái neuron nó phải liên kết với nhau. Nó phải liên kết được với nhau. Và cứ mỗi một lần làm nó lại tạo thành một lần liên kết, nếp hằn nó lại nhiều hơn. Từ cứ một lần làm nếp hằn nó lại nhiều hơn. Cứ một lần làm nếp hằn nó lại nhiều hơn. Và các kỳ thi là cái chỗ mà những cái nếp hằn nó liên tục được tạo ra, bằng 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 bằng, mà nó tạo thành những cái rãnh rất là sâu. Và chúng ta hiểu rất rõ cái lý thuyết để chúng ta thi được. Ở đây cũng thế. Vào những ngày cuối tháng phải chốt doanh số, nhiều người hỏi: ơ tại sao không cho 6 tháng mới chốt doanh số một lần, không cho cộng tầm 6 tháng? Tôi bảo: các bạn chả hiểu gì về phát triển con người cả. Phát triển con người là gì? Chúng ta chỉ kiếm những cái cớ kinh doanh này để chúng ta phát triển bản thân thôi. Mỗi tháng là một lần vượt ngưỡng. 12 tháng bạn sẽ có 12 lần vượt ngưỡng ở trong năm. Nó hơn hẳn cái việc mà 2 lần vượt ngưỡng ở trong năm. Nó làm chúng ta trưởng thành hơn rất là nhanh, rất là nhiều. Và khi có những sự kiện chúng ta phải dướn lên một tí để mà chúng ta đạt được cái mục, đạt được cái tiêu chuẩn. Và cứ mỗi lần dướn lên một tí chúng ta phải làm nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn. Và cái quá trình đấy làm cho chúng ta hiểu rõ. Và khi mà hiểu rõ, chúng ta giải đáp được bất kể một câu thắc mắc nào. Chúng ta xử lý được bất kể một sự từ chối nào. Tự động leadership của chúng ta tăng lên. À, chúng ta bắt đầu có uy tín. Và chúng ta có thể lý giải được bất kể một sự ý kiến phản đối nào. Đấy là một điều cực kỳ quan trọng, vì ý kiến phản đối là luôn luôn có ở trong đội hệ thống, trong đội nhóm của chúng ta. Và vì thế cho nên là phải có tiêu chuẩn. 100 điểm cũng là tiêu chuẩn để sàng lọc, để mình tìm ra những người thực sự mà người ta quan tâm và người ta làm việc. Và đấy là cái giá trị của sự vượt ngưỡng khi mà có liên tục của các sự kiện. Cho nên làm trong lĩnh vực network marketing mà không dùng hệ thống sự kiện thì tức là phá sản. Phá sản, chính mình biến mình thành động vật từ có xương sống thành động vật không có xương sống. Tức là chúng ta không tiến hóa mà chúng ta lại bị gì nhỉ? Nó có một cái từ rất là hay, mà đại thể là không tiến về phía trước nữa mà lùi về phía sau, thành cổ nhân. Rồi kiện á, thì nó vẫn là làm trong cái ý niềm tin số 2 là niềm tin về lợi ích nhá. Thì còn một điều quan trọng hơn này. Bạn sẽ phải nhìn được cái hành trình sự nghiệp của những người người ta đã không còn có mặt ở sự kiện ấy. Xem là người ta mất mát cái gì để mình tránh được. Anna luôn luôn tìm xem ai là người đang hoạt động tích cực, ai là người tự nhiên không hoạt động nữa. À, và mình phát hiện ra là anh này không hoạt động nữa nè. Bắt đầu anh lấy những cái lý do là cứ phải chạy qua cái vị trí này, vị trí kia, rõ là thiếu ăn lạc. Cho nên là không làm. Làm như thế là đủ rồi. Thì đương nhiên họ dậm chân tại chỗ. Mình dậm chân tại chỗ trong khi những người khác tiến lên, tức là mình thụt lùi. Ai đồng ý giơ ngón tay cái? Đúng không? Rồi, đấy. Cho nên là sẽ có những người, người ta có những cái tầm nhìn mạnh mẽ lắm. Người ta sẽ nghĩ ra những cái thứ, có ra những cái quyết định mà chả bao giờ có ai quyết định cả. Tôi còn nhớ là gì, tại sao mà tôi lại đưa ra một quyết định mà bản thân tôi cũng còn cảm thấy mỗi lần nghĩ đến toát mồ hôi lạnh. Thế tôi muốn có được những cái mục tiêu đấy. Thế thì bởi vì sao? Bởi vì tôi vẫn còn nhớ cái câu chuyện của một cái anh mà tôi không nhớ tên. Sở trường của tôi là không phải là nhớ tên người khác, tức là đấy là điểm yếu của tôi. Tôi không bao giờ nhớ được tên người ta. Tôi chỉ nhớ được mặt thôi. Thế thì anh đấy là anh mà anh ấy chạy marathon. Và trước anh ấy thì mọi người tin rằng là không thể nào chạy được 4 phút mà xong được 1000 mét. Không thể chạy được. Mà anh ấy đã chứng minh là người ta có thể chạy được. Và khi anh ấy chứng minh được ấy, thì có hơn 20.000 người đã phá kỷ lục của anh ấy. Các bạn thấy không ạ? Đôi khi con người của chúng ta cần một người nào đó làm được để chúng ta tin là cái đấy có thể làm được. Thế thì sẽ có liên tục có những người như thế xuất hiện thôi. Bởi vì với một cơ hội như Siri thế này thì cơ hội quá ngon, các điều kiện quá ngon để mà một doanh nhân phát triển. Không có một cái rủi ro nào cả. Thế thì khi mà như thế thì mình cứ đứng yên đi là mình sẽ tụt lùi đấy. Thế thì bánh ở thị trường mình không muốn mang về trong đồng đội của mình ăn, thì người khác sẽ mang về cho đồng đội của họ. Không phải mình làm việc này không phải chỉ cho mình mà còn cho đồng đội của mình, những người đã tin tưởng mình, những người mà mình chót làm cho người ta yêu thương mình.
thì mình bây giờ mình phải làm sao để cuộc sống của người ta cũng phải được thay đổi chứ, thì tự động cuộc sống của mình sẽ được thay đổi. Cho nên là bạn cần phải nhìn thấy được những người mà người ta không có mặt ở sự kiện họ mất mát cái gì, kể cho đội nhóm của bạn những cái câu chuyện mà bạn tình cờ quan sát được về những người nào đã không còn theo hệ thống sự kiện. Họ sẽ dậm chân một chỗ, và khi mà họ dậm chân một chỗ quá nhiều thì tự động là họ sẽ thụt lùi thôi. Và lúc đấy thì họ làm bị mất đà, mất cái đà rồi thì rất là khó. Anh Cường hay nói với Anna một câu là trong kinh doanh giữ được đà là quan trọng nhất. Luôn luôn nói với anh nói chung là anh Cường nói câu nào là một lần thôi là tôi nhớ rồi. Tôi đã nhớ ngay rồi, không bao giờ quên, và cứ thi thoảng chúng cái đấy nó lại trigger ra mình, bây là vũ trụ bắt đầu nhắc nhở mình là à chỗ này phải nhớ đến lời mà người hướng dẫn của mình dạy. Và từ đấy mà mình sẽ có niềm tin mạnh mẽ hơn. Đấy là cái lợi ích khi bạn có sự đến sự kiện. Đấy là cái niềm tin số 2 trong cái niềm tin của bạn. Thì cái thăng 1 của mình là niềm tin. Thăng 2, bạn phải xây dựng một câu chuyện. Bạn muốn sử dụng hệ thống sự kiện hiệu quả thì bạn phải xây dựng một câu chuyện của bạn. Một câu chuyện để mà bạn mang ra bạn kể với những người bạn đang muốn mời, đúng không? Nói cho họ cái lý do tại sao bạn đã thay đổi như thế nào khi bạn có mặt ở sự kiện. Giống như lúc đầu Anna nói là đội nhóm Anna có mặt ở sự kiện sao sao sao, vì như thế cho nên đội chúng tôi mới phát triển mạnh này kia. Nói cho họ học tập này, phát triển bản thân này, được ghi nhận này, được biết đến này, được vui vẻ, được khám phá, được gặp các big leader, đúng không? Được kéo giãn, được tăng trưởng, được gặt hái sau sự kiện. Nói với họ những cái thứ đấy. Và rồi khi mà mình làm như vậy á, mình có câu chuyện ấy, nghề của chúng ta là kể chuyện. Hãy kể những câu chuyện, và trong câu chuyện bạn kể, người ta chỉ nhớ đến những cái tình tiết tạo ra sự xúc động mà thôi. Cho nên bạn phải chêm vào đấy những cái tình tiết tạo ra sự xúc động. Bởi vì người ta ra quyết định là vì cảm xúc chứ không phải vì lý trí. Anna vẫn bị vướng cái này đấy. Anna là người lý trí quá đáng. Lý trí đến một mức gọi là quá lố. Như một con robot. Thế cho là mặc dù là mình rất là giỏi trong việc là làm chủ cảm xúc nhá, và rất là giỏi trong cái việc là kết nối cảm xúc với người khác, nhưng mà tôi đam mê đến mức độ tôi biến mình thành một người lý trí. Tôi bắt ép tôi là tôi phải khuôn khổ như thế. Thế. Tại vì nếu mà mình để thả ra thì cái gốc trong sinh trắc vân tay của Anna là một người tương tác và một người có trí thông minh cảm xúc cao nhất. Cho nên là nếu mà bây giờ mà mình mà để cho cái thả nổi theo cái đấy, không biết mình đi đến đâu. Cho nên mình phải buộc mình lại là vì như vậy. Và rồi lúc đấy mình vì mình quá đam mê, mình quá khao khát là mình nhân bản, rồi mình quá khao khát là có nhiều người mô phỏng được mình, cho nên mình buộc là mình phải lý trí. Thế thì đôi khi mình làm như vậy mình quên mất cái việc là người ta ra quyết định là bởi vì cảm xúc. Cho nên là việc của các bạn là phải có những nụ cười, có những giọt nước mắt, có những sự hưng phấn để người ta có thể ra quyết định được. Đó. Và rồi khi mà như vậy thì các bạn sẽ có câu chuyện của riêng mình, và câu chuyện đấy là câu chuyện hiệu quả. Thăng 3, bạn phải biết trong đội nhóm của mình có 3 nhóm tư vấn viên. Nhóm số 1, các bạn có nhóm số 1 là nhóm chuyên post bài ấy, post bài ở trên Facebook ấy, gọi là poster. Những người mà đi post bài thôi. Là chỉ nói thôi, thông báo à này đội nhóm chúng ta ơi, ngày này có sự kiện đấy, big game này, và chấm hết. Và họ cho rằng ồ tôi đã thông báo rồi, còn mọi người không đi là chuyện của mọi người. Đấy là cái nhóm gọi là nhóm poster. Nhóm số 2 là nhóm amateur. Amateur thì chỉ mời thôi, hơn được cái nhóm poster kia một tí. Poster thì thông báo, amateur thì mời một lần, mời thôi là amateur. Còn nhóm mà professional, nhóm chuyên nghiệp thì họ làm gì ạ? Họ quảng bá. Đấy là điều mà dân chuyên nghiệp làm. Ai lựa chọn mình sẽ là người chuyên nghiệp trong công việc kinh doanh này, giơ ngón tay cái. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta là những người chuyên nghiệp. Việc của chúng ta không phải chỉ là thông báo lên. Đấy nhá, tôi làm tròn trách nhiệm của tôi rồi nhá. Tôi nói mọi người cái lịch rồi nhá. Đấy, mọi người đi được thì đi, không đi được thì chịu, tự mà biết lo cho bản thân mình đi, bởi vì doanh nghiệp là của mỗi người. Trời ơi, nghe nó đau đớn làm sao. Mới giả vờ ban đầu nói thế thôi, sau đấy bạn phải quảng bá chứ, bạn phải nhắc đi nhắc lại, không phải bỗng nhiên mà người ta đi đâu bạn ạ. Nó phải có cái quá trình đó. Và sau khi mà bạn biết được là mình có 3 nhóm, và bạn phải chuyển đổi đội nhóm của bạn lên hết thành những cái nhóm mà có thái độ chuyên nghiệp, họ biết quảng bá,
thì cái thăng 4 là nhắc đi nhắc lại, lặp đi lặp lại, nhắc đi nhắc lại, lặp đi lặp lại. Nào lặp kiểu gì? Bây giờ đến đích kem là còn đích kem là còn khoảng 5 tuần nữa. Bây giờ mình nhắc một lần, xong giữa tháng mình nhắc một lần, xong cuối tháng mình nhắc một lần, xong đầu tháng sau mình nhắc một lần. Có đủ không ạ? Ai cho rằng như thế là đủ thì giơ ngón tay cái. Ừ, có nhiều người mắc bẫy. Như thế chưa đủ đâu ạ. Nhắc hàng tuần, một tuần nhắc 2 lần, một tuần nhắc 3 lần. Có cơ hội ngày nào cũng nhắc, cho cái câu rick kem đấy nó dính luôn ở trên cái mồm ấy. Gặp ai là nhắc. Bạn làm được rồi, bạn phải làm được sớm, bạn phải có mặt ở rick kem để bạn còn hướng dẫn người khác có mặt. Rick kem miền Bắc và miền Trung của chúng ta là tận 1.000 điểm mới có thể có mặt được. Nói với họ cái lý do tại sao. Gặp đội nhóm, đội nào mà chưa nghe cái bài này này nói lại, xong rồi sau đó bắt đầu nói với họ là hoàn thành nhanh lên, hoàn thành nhanh đi, bởi vì bằng cái cách mà mình hoàn thành, mình sẽ bắt đầu hướng dẫn được người khác hoàn thành để mình có mặt ở Rick Game. Để mình có mặt ở Rick Game. Nhắc mỗi ngày, nhắc mỗi ngày, nhắc mỗi ngày. Và bạn phải nhớ rằng là sẽ có rất là nhiều người ngay từ đầu người ta quyết định không đi. Người ta quyết định không đi. Xong mình nói nhiều quá, họ bị neo vào tiềm thức. Cái hạt giống của việc có mặt ở Rick Game đã được gieo. Và rồi bằng cái việc của mình nhắc lại mỗi ngày là cái việc mình tưới nước ấy. Và mỗi một lần nhắc nhá. Mỗi một lần nhắc là bạn phải làm sao ạ? Là bạn phải nhắc hào hứng hơn, nhắc quyết liệt hơn, phải nhắc mà gọi là phải nhiều cảm xúc, gọi là nhắc phải gắn liền với cái niềm sung sướng, và làm sao đấy để cái việc ở nhà là gắn liền với nỗi đau đớn. Bạn phải làm cái này mạnh vào. Không có mặt ở Rick Game là nỗi đau đớn, có mặt ở Rick Game là sự sung sướng. Vẽ ra bức tranh có mặt ở Rick Game thì sau đấy tháng 8 thì sao, tháng 9 thì sao, tháng 10 thì sao, để họ xác lập được cái, gắn được cái chiến lược của họ với cái hệ thống sự kiện. Nhắc đi nhắc lại, một người nhá, nhắc trong nhóm rồi nhắc riêng. Nhắc đi nhắc lại, một người bạn phải nhắc ít nhất từ 4 đến 6 lần cho một người để họ có mặt trong đội nhóm của bạn. Ví dụ một mình leader lớn thì họ không thể nào làm thế với cả hệ thống được. Mình sẽ phải luôn luôn nhắc với leader cận kề mình. Leader cận kề mình lại nhắc, cứ làm như thế. Bạn cứ tự động, bạn nhắc đi thì mọi người sẽ được sao chép, được mô phỏng cái điều đấy. Và cuối cùng là gì? Là bạn nhắc cho đến khi nào mà họ đi thì thôi. Chứ không phải nhắc, không phải nhắc đến một ngày đấy thì thôi tôi chán rồi không nhắc. Nhắc họ cho đến khi nào họ ra quyết định đi thì thôi. Cứ quyết định đã, cứ quyết định đã, rồi sẽ có giải pháp. Cứ ra quyết định đã. Thủ lĩnh Cường hay dạy rằng khi bạn ra quyết định thì số phận đã được định đoạt. Cứ ra quyết định đã. Tôi thấy có rất nhiều người trong tư vấn viên của tôi, họ lý trí lắm ý, thì mình thôi mình cũng hiểu, vì mình là một con người lý trí cho nên mình hấp dẫn những người lý trí là phải rồi. Thế thì mình không muốn làm mất cơ hội của họ. Tôi cứ nói hoài là phải đến. Và tôi biết là trong lòng họ, họ vẫn chưa có ra quyết định là họ phải có mặt. Tôi vẫn cứ nói hoài, nhai như đỉa, dai ơi là dai, nói hoài cho đến hết giờ thì thôi. Hết giờ thì không còn làm được gì nữa. Mà trước đến một ngày tôi vẫn đang còn nhắc phải có mặt ở chỗ đấy. Không cần biết thế nào chị ạ, nếu không có cái này thì em cũng không nói chị đến đâu. Tôi cứ nhai đi nhai lại như thế đấy. Và bây giờ các bạn hãy cũng cứ dùng cái cách đấy đi, thì các bạn sẽ có đội nhóm và các bạn sẽ đến. Đó. Và rồi nhá, mình phải luôn luôn nhớ một điều thế này ạ. Những cái hệ thống đào tạo online thì sẽ giúp cho mình tuyển dụng và đào tạo được đội nhóm của mình. Những cái sự kiện offline, những sự kiện lớn, nó có hai cái giá trị hết sức quan trọng. Giá trị số 1 là phát triển về leadership, tức là năng lực lãnh đạo. Bằng cái hành trình đấy, năng lực lãnh đạo của mình đã lớn hơn rồi. Năng lực lãnh đạo đối với Anna, định nghĩa của Anna rất là đơn giản. Bạn làm được những việc mà tăng được uy tín của bạn, để bạn có khả năng dẫn dắt người ta, để mà những người khác có thể mô phỏng được những việc bạn làm. Thế thôi. Cái điều số 2 là tạo động lực. Động lực to lớn được tìm thấy ở các sự kiện. Cho nên người ta có một câu là leader đều được sinh ra ở các sự kiện. Sự kiện là nơi sinh ra các leader. Và hãy nói với họ rằng, bởi vì tôi được nghe cái câu là các leader được sinh ra ở sự kiện, tôi định vị tôi phải là leader cho nên tôi phải có mặt ở sự kiện.
Nếu sự kiện là nơi sinh ra các leader thì mình, đội nhóm chúng ta là các leader, chúng ta nhất định phải có mặt ở sự kiện. Các bạn phải luôn luôn nhớ như thế. Luôn luôn nói với họ như thế. Leader được sinh ra ở sự kiện, mình là leader, mình mong muốn trở thành leader. Ai trong số các bạn ở đây, khi chúng ta vào hệ thống, chúng ta mong muốn chúng ta sẽ chinh phục lên những cái vị trí nấc thang cao, chuyên nghiệp, thủ lĩnh quốc gia. Là mình là các leader thì mình giơ ngón tay cái. Yes, nếu mình định vị mình là leader thì mình phải có mặt ở sự kiện. Bởi vì chỉ có ở trong sự kiện thì các leader mới được sinh ra thôi. Đấy là cái nôi để tạo ra các sự kiện. Tất cả những quyết định lớn, những nhân vật lớn đều được tạo ra ở các sự kiện. Cho nên các bạn phải có mặt và các bạn phải có trách nhiệm đưa người của mình đến với các sự kiện. Thăng số 5, các bạn phải biết cách giải quyết vấn đề. Anh Cường có những cái cách mà reframing rất là hay. Anna đã ghi ra đây và hôm nay thì Anna sẽ đọc lại một cái lần mà Anna chứng kiến anh Cường reframing của một bạn có con nhỏ không đi rất thêm. Anh Cường hỏi, con em bao nhiêu tháng? Bạn trả lời là 18 tháng. Vậy là chưa biết đi nhỉ? Đồng cảm đấy. Sau đấy anh ấy kể câu chuyện có tính tương đồng. Bạn Hạnh ở Sơn La, ngày XX tháng 9 năm 2018, bạn vừa trở thành tư vấn viên. Con bạn lúc đó 12 tháng, tức là nhỏ hơn cả cái đứa 18 tháng. Bạn đã quyết định là sẽ có mặt ở Rick Camp bao nhiêu đấy tại Sài Gòn. Và để đi được, bạn đã phải mang theo mẹ và chồng để bế con. Tôi ghi lại được như thế. Và bằng quyết định đó, sau đúng 1 năm 2 tháng, bạn đã là tư vấn viên chuyên nghiệp và vừa ký hợp đồng mua một cái ô tô, nhận một chiếc, tôi vẫn còn ghi không biết có đúng không, Hyundai Accent gì đấy màu trắng. Và tại Đức Kem 13 thì có tới 5 bà mẹ cho con bú, cho nên em phải có mặt ở Đức Kem 14. Và Anna ghi lại toàn bộ cái câu đấy. Thực ra ấy ạ, mình chả cần phải sáng tạo đâu, mình chỉ cần cứ nghe anh Cường nói gì và các leader nói gì, các bạn cứ ghi lại xong các bạn nói lại y chang. Tôi chỉ tìm cách là catch những cái thông tin, bởi vì sao? Đấy là câu chuyện thật. Người ta được truyền cảm hứng bởi câu chuyện thật. Và rồi người ta sẽ ra quyết định kể những câu chuyện có tính tương đồng. Tức là trong việc giải quyết vấn đề, các bạn đã có 6 bước làm việc với ý kiến phản đối. Việc của chúng ta là xem lại cái 6 bước đấy. Xem lại cái 6 bước làm việc với ý kiến phản đối đấy. Nhiều ý kiến lắm ạ. Nhiều loại lắm. Là phải có nghĩa vụ gia đình, chồng không cho đi, rồi con không cho đi, rồi mẹ chồng không cho đi, rồi sếp không cho đi, rồi phải làm việc, rồi không có tiền, rồi ngại di chuyển, rồi sợ đám đông, rồi chả quen biết ai, rồi tí tỉ thứ. Việc của bạn là phải giải quyết. Anna có một câu này bằng tiếng Anh, chả biết dịch ra tiếng Việt như thế nào, mà bằng tiếng Anh nó rất là hay. Thì mình cứ làm bộ như là mình biết tiếng Anh nhá, sau mình nói, thế rồi mình dịch cho nó vui. Câu đấy phải như sau. Why they can't is why they must. Cái lý do mà khiến họ không thể chính là cái lý do mà họ phải làm được. Nếu mà chúng ta có thể ngộ được cái câu này thì Anna tin tưởng rằng là tất cả mọi cái gọi là mọi cái cản trở chúng ta sẽ tự động phải giải quyết. Nếu mình luôn luôn ở trong cái vỏ ốc của mình, có bao giờ bạn muốn đi ra để nhìn thấy ánh sáng bên ngoài không? Có chứ. Đâu đấy trong con người mình muốn điều đấy. Đấy là điều mình sợ hãi và đấy cũng là điều mình muốn làm. Mình phải làm để mình hết sợ hãi. Nếu mình bị cản trở bởi chồng mình, đâu đấy trong con người bạn tự thực này, có muốn tự mình quyết định cuộc đời mình không? Có chứ. Thế thì cái lý do mà cản trở mình sẽ chính là cái lý do mà mình phải làm. Anna tin tưởng rằng là mỗi người trong chúng ta sẽ có được những cái trải nghiệm trong quá khứ để các bạn có thể ngẫm nghĩ về điều này. Why you can't is why you must. Mình phải đưa mình vào trạng thái phải. Cái trạng thái phải làm nó khác hoàn toàn. Và khi chúng ta quyết định đưa chúng ta vào trạng thái phải, thì cho dù có cái cản trở gì, điểm này 500 này, 1000 này, chồng này, con này, tỷ thứ, chúng ta đều có mặt ở sự kiện. Vậy thì bao nhiêu trong số các anh chị em, bây giờ chúng ta còn 955 anh chị em đang còn có mặt trên Zoom, mình đưa mình vào trạng thái phải có mặt ở sự kiện, thì bạn giơ ngón tay cái, bất kể là sự kiện nào,
Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Khi chúng ta ra quyết định thì số phận đã được định đoạt rồi. Mình cứ ra quyết định trước, rồi giải pháp sẽ có. Bây giờ một người tư vấn viên mới tinh bảo ôi dồi ôi, làm thế nào để em có được 1.000 điểm để em có mặt ở sự kiện bây giờ, ở Rickcamp bây giờ. Em không thể có đủ. Có. Có. Nếu người khác làm được thì mình cũng làm được. Chìa khóa là ở chiến lược. Nó có những cái câu khẩu quyết không bao giờ sai. Tôi làm tất cả mọi việc và thay đổi mọi chiến lược để đạt được thành công. Nếu mà các bạn luôn luôn tin tưởng rằng là sẽ làm được, mình sẽ luôn, đương nhiên mình không thể nào mình ra một cái mục tiêu là mình làm rồi mình chẳng hành động gì cả rồi tự nhiên nó đến, là không có. Mình phải hành động. Chiến lược này chưa hiệu quả, làm chiến lược khác chưa hiệu quả, làm chiến lược khác, làm đến hơi thở cuối cùng, tay bóp cò cho đến cái lúc mà tay không còn bóp cò được nữa, tức là cho đúng đến lúc hết giờ thì mới thôi. Tôi có một tư vấn viên nhá, em Quỳnh Hoa, biết hôm nay về Hà Nội có được không? Ngày 31 tháng 5 vừa rồi, còn 10 phút nữa mà nó vẫn đang còn ngồi để nó tư vấn ra đơn. Là còn 10 phút nữa là đến 12 giờ đêm ấy ạ. Mà nó vẫn đang còn ngồi ra đơn, mặt mũi bạc phơ bạc phách. Tôi bảo thôi đi em, chốt lại cho chị, đủ điểm chưa? Vì lúc đấy vẫn chưa đủ 5.000. Vẫn cứ 5.000 thì mới được đến ở Leader Camp mà vẫn đang kỳ cụi để ra đơn. Kỳ cụi, nhìn vào màn hình vẫn thấy nó đang chát để ra đơn các bạn. Đáng sợ thật đấy, tôi bảo với tinh thần đấy nhất định em có mặt được sự kiện. Tinh thần đấy thì vũ trụ sẽ thương, đúng không ạ? Cho nên là 1.000 điểm là cái thứ mà các bạn phải tin rằng là một tư vấn viên chỉ cần các họ biết cách làm thôi. Bán lẻ này, rồi họ làm cái gì đó, nhất định là họ sẽ làm được. Và bạn là người hướng dẫn thì bạn phải tin họ hơn cả họ đang tin họ. Bạn phải gieo vào đầu họ một cái hạt giống như thế, để cái hạt giống đấy, cái niềm tin nó nở thành một cái cây to. Đúng không ạ? Và rồi cứ ra quyết định trước đi, sẽ giải quyết được phương án. Còn không ra được quyết định thì chẳng có cái phương án nào được đưa ra cả. Phải ra được quyết định, nhất định có phương án. Và rồi khi mà các bạn, mình phải có một cái số 6, cái thang số 6 là phải làm gương leadership. Bạn tuyên bố là bạn có bao nhiêu người thì bạn phải có bấy nhiêu người. Bạn tuyên bố bao nhiêu người đưa đến thì mình phải có bấy nhiêu người đưa đến. Mình không thể nói hai lời được. Béo nhất, mình đưa ra con số siêu khủng thì béo nhất mình phải đạt được 70-80% chứ, đúng không? Chứ để mình đưa ra con số siêu khủng, ví dụ mình đưa là 300 rồi mình có 20 người thì chết à? Mình cũng không thể nào ảo tưởng sức mạnh được. Đó, và bạn có thể làm việc với người hướng dẫn của bạn để mà mình đưa ra được một cái con số. Và nhớ rằng là gì, chúng ta có ba nhóm người. Một nhóm thì cứ đưa ra số ít ít thôi, tí tí thôi, làm từ từ. Một nhóm số 2 thì là người thực tế. Họ hình dung ra được trong đội nhóm của họ sẽ có bao nhiêu, họ sẽ đưa ra bấy nhiêu. Và một nhóm số 3 là nhóm bị điên. Đội Anna nói là anh chị chuyển hết thành nhóm bị điên đi cho tôi nhờ cái. Nhóm bị điên là gì? Đưa bao nhiêu người đến? Nói luôn, 50 người. Xong rồi chả biết tìm 50 người ở đâu. Đấy là việc của họ. Đấy là việc của họ. Họ điên thế cũng được, mình phải đảm bảo, mình là leader, mình phải đảm bảo là họ đang action. Mỗi ngày, thành công là gì? Thành công không phải là đến được đích. Thành công là mỗi ngày bạn bước dần, bạn bước gần hơn một bước nữa đến cái đích của bạn. Đấy là thành công. Chỉ cần cứ mỗi ngày bạn thấy họ đang bước gần hơn, thêm được một bước nữa đến thành công. Và hãy nhớ rằng là gì? Một ngày bước được 10 bước rồi nghỉ 10 ngày chả có ý nghĩa gì cả. Mà cứ mỗi ngày đều đặn đúng đủ đều bước thêm một bước, đúng đủ đều bước thêm một bước. Thì tự động thành công nó sẽ đến. Đó. Thế cho nên rằng là gì? Các bạn chuyển hết chúng ta lên thành những cái người mà có và có những cái mục tiêu điên rồ và có những cái hành động điên cuồng đi. Muốn có đạt được một kết quả điên rồ thì bạn phải có những hành động điên cuồng. Muốn làm những việc mà người khác chưa làm được thì bạn phải dám đưa mình vào trạng thái thách thức mà rất hiếm người dám dấn thân, thì bạn sẽ có những cái kết quả đấy thôi, đúng không ạ? Và bạn luôn luôn phải có mục tiêu. Xong cái buổi ngày hôm nay, các bạn hãy tự hỏi mục tiêu của mình là gì. Mục tiêu của mình là đưa được bao nhiêu người đến. Ngay cả một tư vấn viên mới tinh, cái hồi mà Rickcamp 05 ấy, Anna nói thế này này, bạn ấy vừa mới ký mã số xong ngày hôm nay, Anna nói với bạn ấy là đừng bao giờ đi một mình, đừng bao giờ đến sự kiện một mình, hãy đưa ít nhất một người đấy đi cùng em. Và ngày hôm sau bạn ấy có một người. Bạn ấy bảo là bạn ấy đưa được cái người đấy đi là bởi vì Anna nói với bạn là đừng bao giờ đến sự kiện một mình.
Và cái người đấy là phải đạt 200 điểm luôn, đơn hàng 200 điểm luôn để được đến sự kiện. Và bằng cái việc, bằng cái câu nói đã được gieo vào đầu, đừng bao giờ đến một mình. Hãy đưa ít nhất một người của em đến, đấy là sát nút rồi mình còn nói như thế thì mình có thêm được một người đến sự kiện. Đó, bạn phải có mục tiêu của bạn. Và bạn phải ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày nói với các leader của bạn. Bạn phải quảng bá cái sự kiện đấy. Bạn phải nhắc đi nhắc lại. Nhớ là cái cách mà dân chuyên nghiệp làm là lắc nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại. Câu cuối cùng để cho các bạn có thể sử dụng được hệ thống sự kiện thành công và triển khai được nó thành công. Anna có một từ khóa. Lại viết cho nó vui, cho nó đỡ chán. Nhìn màn hình, có mỗi một cái màn hình cũng chán. Detail is everything. Chi tiết là tất cả, bí mật để thành công trong việc sử dụng hệ thống sự kiện. Đấy, bạn thấy không? Tiếng Anh thì nó ngắn như thế mà gì cái tiếng Việt dài như thế. Muốn nói cho cool, nói ngắn mà cũng không được. Muốn tỏ vẻ nguy hiểm là phải nói ngắn mà không được. Dịch sang tiếng Việt là nó dài mất rồi. Detail is everything. Chi tiết là tất cả bí mật để thành công trong việc sử dụng hệ thống sự kiện. Đây là cái lời cuối mà Anna muốn trao đổi với các bạn trong cái buổi đào tạo của Anna ngày hôm nay. Tại vì sao? Tại vì nó sẽ làm cho bạn, cho không một ai có thể nói mà không làm với bạn. Hỏi về vé này, bạn đã có vé chưa? Book khách sạn chưa? Đoàn đi bao nhiêu người? À, em sẽ đi máy bay như thế nào? Em sẽ đi mấy giờ? Em sẽ đặt máy bay gì cho rẻ? Em đã book khách sạn chưa? Khách sạn đấy là khách sạn gì? Em cũng cần chị tìm khách sạn cho em không? À, chị đang còn một suất để ở cùng, mình ở cùng nhau nhé. Tức là mình không còn cho, và cuối cùng bạn biết sao không? Bốc máy lên, gọi điện thoại luôn, hỏi xem máy bay rẻ thế nào. À, giá chỉ thế này thôi nhá, mua luôn đi, ra quyết định, cảm xúc mà. Ra khỏi câu chuyện của mình là họ sẽ bay luôn, họ sẽ không bao giờ quay lại câu chuyện của mình. Khách sạn có chưa? Book luôn. Đây đây, chỉ có một khách sạn rất quen. Quen gì mà quen, search trên Google ấy, xong rồi đọc cho người ta. Gọi ngay cái số này, chị gọi cho, để đấy chị gọi. Em, chị bữa trước chị có ở hay không quan trọng. Nhưng mà nó phải quen mà. Hoặc là chị được một người bạn giới thiệu cho nên nó phải quen. Sau đó rồi bạn phải đặt luôn cho họ, đặt luôn vé, mua luôn vé. Tại sao mà tôi rất thích cái trò đặt gọi là đi leader camp, tôi rất thích là mỗi người hãy đặt cọc 2,5 triệu. Và nếu mà trước 5 giờ hôm nay mà không chuyển khoản đi thì các bạn tự ngủ ở bên ngoài. Ôi dồi ôi, tôi thấy thông tin đấy là tôi sướng lắm. Vì tôi biết được cái giá trị của deadline. Tôi bảo thủ thỉ vào tai, này, bây giờ chị phải đăng ký rồi, không đội mình phải ngủ ở ngoài. Đội không thể nào ngủ ở trong để cho một mình em ngủ ở ngoài được. Cho nên là bây giờ em phải ra quyết định đi. Chị biết là bây giờ vẫn chưa đủ điểm mà em phải ra quyết định đi. Em nói với chị một câu là em chắc chắn đi đi. Chị đặt cọc 2,5 triệu. Bây giờ chị đặt 2,5 triệu, không đi là mất. Mất cũng được. Thôi được rồi, mình cứ ra quyết định đi. Còn nếu mà lỡ, và chị nhưng mà lỡ thì mất. Coi như chị chưa từng nói chuyện đấy với em. Coi như cái 2 triệu đấy của chị là tiền của chị, kệ chị. Thế là tự nhiên người ta cảm thấy áy náy lắm. Tự nhiên leader của mình phải xì tiền ra để cho mình. Vì tôi biết hệ thống của tôi yêu leader cực kỳ luôn. Lúc nào cũng tính làm sao để mà leader của mình là đỡ tốn sức nhất này. Rồi này nọ kinh các ủi chỗ. Nói chung là rất là yêu thương nhau. Mình đánh ngay vào cái đấy. Mặt nó đần ra bởi vì lúc đấy mới được có 2,500 điểm mà sát đến ngày rồi. Đi chị ạ. Và ừ đấy, đặt cọc luôn. Xong bắt đầu Anna thông báo lên, tiền đã được chuyển đi và không thể thu hồi được nữa. Tôi rất thích cái đó. Không còn một đường lùi. Cho nên là đội của tôi, bất kể một ai, đội của tôi đang nhắn tin là bây giờ biết chiêu của leader. Tại vì thế nào, lúc mình làm thì mình không, mà tôi nhìn thấy cái đấy tôi không có bịa. Tôi nhìn thấy cái đấy hệ thống gửi, tôi bảo này nhìn đi. Đấy, tin nhắn thế đấy. Thế thì mình phải thế. Mình phải rất là tuân thủ luật. Mình lại gọi, ui dồi ôi, biết thừa, ui cứ nói nhắn thế kệ. Nhắn thế kệ, đến lúc đấy rồi thì ban tổ chức vẫn cho vào. Thế thì chết à? Thế thì vỡ trận ban tổ chức à? Các leader người ta vẫn có 100,000, người ta đã tổ chức ra rồi, ta đưa deadline, mình phải làm đúng cái deadline đấy. Và mình phải biết tận dụng cái deadline đấy để tạo ra được cái kết quả. Chứ ai lại còn kệ đi em, đến đấy thì nào chẳng có. Cứ đến thẳng đấy là mua được vé. Thế thì chết à? Ai mà đứng ra mà tổ chức cho những người mà cứ đến thẳng đấy là cũng có vé được.
đúng không? Và mình cũng phải khôn ngoan, mình cũng phải biết tận dụng cái thứ đó. Cho nên là chi tiết là tất cả mọi thứ, cho dù chúng ta chả biết cái gì cả, chúng ta chỉ biết một cái niềm tin vào người hướng dẫn. Người hướng dẫn bảo đi là cứ đi, sau đấy mình ta quyết định, mình tìm chiến lược và mình chi tiết để mình follow up. Mình hỏi từng chi tiết một, có áo bơi chưa, có đồ bơi chưa, biết thừa là nếu mà nó đi nó phải sắm đồ bơi. Đấy, ở chỗ đấy là nhiệt độ thế này nhá, mang theo áo cho đây chị xem quần áo của em thế nào. Xông vào tủ quần áo, bởi vì có những đứa nói với mình đi mà cùng nó không đi, bởi vì nó sợ chồng, chồng không cho đi. Xông vào tủ quần áo, đây đây đây, này chị nói này, bắt đầu còn ra cả chiêu này nữa, ngày xưa Anna còn ra chiêu này nữa. Hôm nay mọi người tập kết hết đồ ở nhà Anna, ngày mai chỉ việc đi cái người không ra thôi, còn đồ đạc các bạn đã có một người chở ra sân bay rồi. Đi như thế cho nó đẹp. Ồ, và thế là mình đã cầm được đồ rồi đúng không? Cầm được đồ của họ là đi rồi, chứng minh nhân dân thu hết, bởi vì sao? Các bạn cầm lỡ các bạn để quên, đưa hết cho tôi. Nếu mà tôi quên thì cả đội ở nhà. Cho nên nó phải có những cái thứ để mà mình... Đấy, đấy là nay nói hết tất cả các bí mật ra rồi đấy. Có chiêu gì cũng chỉ có từng đấy chiêu thôi, làm gì có cái gì hơn. Thôi lúc đấy mà đội của tôi biết hết những cái thứ mà tôi sẽ dùng rồi, tôi sẽ phải vận động não bộ để ra được những cái ý khác. Mà mình phải biết thế này này, mình không được giả dối, người ta ngửi được cái mùi của mình ngay. Mọi người rất là thông minh, mọi thứ đều phải xuất phát từ cái tấm chân tình, xuất phát từ tình yêu thương và xuất phát từ cái giá trị thực sự, thì những cái chiêu đấy nó mới có ý nghĩa. Chứ còn mình mà lại cả ngày sử dụng thủ thuật đi, xong bắt đầu cái nền tảng bên trong, nền tảng đạo đức, nghị lực và thủ lĩnh ơi, đạo đức, nghị lực và cái gì nhỉ, ba cái, trí tuệ, mình thiếu ba cái đấy thì chết đấy ạ. Cái đấy là tất cả những gì mà Anna muốn chia sẻ với các anh chị em. Và bây giờ còn thời gian thì Anna xin bàn giao lại cho anh Trương Huy Cường. Anh xin hãy giúp em. Ok, cảm ơn Anna Nguyễn rất là nhiều. Bao nhiêu trong số các bạn thấy là buổi tối ngày hôm nay các bạn có bao nhiêu tinh hoa tinh túy để làm nào để trở thành, để thành công trong cái lĩnh vực này, thì các bạn hãy giơ ngón tay cái và bắn tim. Cảm ơn Anna Nguyễn đã truyền cảm hứng và chia sẻ cho chúng ta ấy. Rồi. Cảm ơn tất cả các bạn. Thủ lĩnh Lê Hồng Hạnh hãy bật mic ngày 19 tháng 8 năm 2018. Có mặt mang con nhỏ, bà ngoại đi theo, chồng đi theo, ở khách sạn bế con để dự sự kiện. Và ngày hôm nay đã trở thành một siêu thủ lĩnh. Thủ lĩnh Hồng Hạnh chia sẻ. Thủ lĩnh Hồng Hạnh đợi cường bật mic. Ok, xin mời thủ lĩnh Hồng Hạnh bật mic. Xin chào tất cả các chiến binh S69. Xin chào thủ lĩnh Đoàn Quốc gia Trương Huy Cường. Hôm nay chị Anna kể chuyện hay quá. Chị kể còn chi tiết hơn cả em nhớ được là em có mặt sự kiện ở đấy như thế nào. Và cái sự kiện đấy thì thực sự là tháng 8 mới ký hợp đồng. Và dĩ nhiên là khi thủ lĩnh Ánh xuống chia sẻ là chị ơi làm Siberia có ô tô đấy, rồi có lương 100 triệu, anh bảo lừa đảo làm gì có chuyện đấy, không bao giờ có cái mùa xuân đấy. Em mà nói như thế người ta bảo đa cấp, không bao giờ người ta làm. Thế nhưng mà trong lòng vẫn cứ thôi thúc, có một cái điều gì đấy thôi thúc. Và Ánh có quảng bá là anh Trương Huy Cường được nhận xe mẹt. Và mình nghĩ trong đầu là để mình đi thử xem là có phải là nhận xe mẹt hay không. Đấy, đi đến để chứng kiến tận mắt. Và khi mà đi á, thì Hạnh nhớ hôm đấy, tại vì cái bạn nhỏ nhà mình là một cái trường hợp rất đặc biệt, là bạn ấy đẻ non, cho nên là cái thể trạng sức khỏe của bạn ấy rất là yếu. Thì lúc đấy trước cái giờ lên để chuẩn bị đi buổi tối hôm đấy á, thì bạn bị sốt rất là cao. Và mình lúc đấy mình đã ra quyết định mình mua vé máy bay rồi, đưa cả bà đưa cả bố đi rồi, mà bà nội thì nhất định là không muốn cho đi, bởi vì sợ là trên máy bay nhỡ có chuyện gì xảy ra, bởi vì bạn đấy thì rất là yếu. Thế mà bởi vì là đã giao quyết định rồi thì bằng mọi cách thì lúc đấy đánh quả liều lấy Formula 4 cho uống một viên, 30 phút nữa cho uống tiếp một viên. Thế là hạ sốt, thế là nhất quyết là phải bê cả con, cả mẹ, cả bà đi. Và khi mà đi vào trong cái sự kiện đấy thì thực sự là cái tầm nhìn của mình mở ra rất là nhiều. Và mình nhìn thấy cái xe Mercedes nó to chành ảnh ở đấy và nó là thật. Được gặp anh Trương Huy Cường ở ngoài đời thật và mọi thứ khi mình thấy nó là câu chuyện thật. Đấy thì lúc đấy mình ra quyết định và mình đã làm một cách mạnh mẽ. Và từ cái lần đi sự kiện đó thì mình chưa bao giờ vắng mặt ở bất cứ một sự kiện nào. Và mỗi sự kiện dù nhỏ nhất thì mình cũng luôn là người có mặt, danh sách lúc nào cũng đầu tiên. Đấy. Cái lần thứ hai đó là khi mà đi dịch kem á, thì lần đấy không thể nào bế con đi được, mà con thì lúc đấy vẫn chưa dứt đi mẹ. Và để con ở nhà và đi 3 ngày. Đó.
Thì mỗi một lần đi học mà sự kiện như thế thì đúng là bây giờ hôm nay chị Anna nói thì mình mới nhớ lại là cái con số 1/2, 1/4, 1/8 nó đúng thật. Tất cả những cái bức ảnh mà rất là những người đã đi cùng mình rất là đông ấy, cái tỷ lệ dụng rất là nhiều. Và những cái người mà hiện tại ở lại đến bây giờ thì đúng là họ đều là nhà tư vấn chuyên nghiệp hết, đều là cao cấp hết, rồi là đều là ít nhất đều có danh hiệu, nghĩa là cái hiệu quả tăng lên, và đúng là như thế. Thế cho nên là mình thấy là đã xác định làm MLM thì các bạn nhất định phải thả mình vào sự kiện. Đấy, thả mình vào sự kiện, bản thân mình muốn trở thành leader thì mình phải là người ra quyết định đầu tiên, phải có mặt ở đấy. Chắc chắn nếu làm MLM mà bạn không dựa vào cái dòng chảy của sự kiện, hệ thống phá sản. Cái câu này mình rất là tâm đắc, chính xác nó sẽ là như vậy. Cho nên là tất cả các anh chị em hôm nay chúng ta mà đang có mặt ở đây, nếu tháng trước chúng ta đã đạt danh hiệu tư vấn viên trưởng, các bạn nhất định phải có mặt ở Leader Game. Bởi vì mình đã được đi cái chương trình đào tạo, nhà đào tạo và bán hàng bùng nổ, thì thực sự là đi hai cái chương trình đấy về, khả năng năng lực lãnh đạo của mình tăng lên rất là nhiều. Nếu không có hai cái chương trình đấy, không có hạnh ngày hôm nay, không có hạnh ngày hôm nay, đi về là mình đã học được rất nhiều cái kỹ năng để dẫn dắt đội nhóm, để đốt lửa, để truyền động lực và có cái kết quả như cái ngày hôm nay. Và mình cũng là một trong những cái người mà cũng hay thích vượt ngưỡng, hay thích vượt ngưỡng của bản thân. Và chắc chắn là sau mình rất là mong đợi cái game này sẽ giúp cho mình một lần nữa lột xác để trưởng thành, và mình sẽ tạo ra những cái kết quả khủng khiếp nữa. Đó. Và những anh chị em nào mà chúng ta mới đăng ký thì tháng 7 chúng ta có sự kiện Zik Camp đấy, và phải đạt K4, thì các bạn hãy lên ngay kế hoạch trong tháng này, các bạn hãy hoàn thành danh hiệu K4 để các bạn có mặt ở sự kiện Zik Camp. Thực sự cực kỳ là đáng tham gia, lột xác để trở nên giàu có. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, cảm ơn Thủ Linh nha. Lê Hồng Hạnh, hãy chuẩn bị đi để ép sát ở Leader Camp. Đó, vượt ngưỡng rất là mạnh. À, hãy chuẩn bị nguồn lực. Rồi, xin mời Thủ Linh cao cấp Phạm Ngọc Ánh một mình xuống Hà Nội dự Rick Camp số 9, trời mưa bão ầm ầm, trong khi có rất nhiều người ở Hà Nội không có mặt, nhưng một mình từ Sơn La xuống dự Rick Camp 9 và có Thủ Linh cao cấp Phạm Ngọc Ánh ngày hôm nay. Thủ Linh cao cấp Phạm Ngọc Ánh bên mình. Không biết là xem Zoom hay là xem live đây. Thủ lĩnh Lê Thị Thương, thủ lĩnh của các thủ lĩnh, một mình lang thang từ Hà Tĩnh ra Hà Nội dự Rick Camp 9. Xin mời thủ lĩnh Lê Thị Thương bật mic. Xin mời tư vấn viên trưởng. Hello. Xin mời thủ lĩnh cao cấp Phạm Ngọc Ánh. Em đấy là ăn may đấy chứ. Chưa phải ra quyết định gì đâu. Ok, ăn may cũng được. Và sau cái sự kiện đấy nó chuyển hóa như thế nào? lúc đấy là em làm nhà nước thì em nghỉ rồi xong rồi lúc đấy mới chỉ danh hiệu là K4 thôi. Xong rồi tổng thu nhập lúc đấy mới có 2,8 triệu, bán về tài khoản được có hơn 1 triệu. Thế mình nghĩ quái, thế này tiền đâu đi sự kiện bây giờ. Xong lúc đầu cũng định không đi. Thế lúc đầu cũng định đâu hỏi đồng đội chứ đồng đội chẳng ai đi. À, lúc đầu cũng nghĩ định nào không đi. Cái đợt đấy thì từ Sơn La về Hà Nội là đến cái đoạn của Hòa Bình á, là nó ngập, thì nếu mà mình đi mình sẽ phải xuống cái xe khách, leo lên cái như kiểu cái bè á, để qua cái đoạn ngập đấy, leo lên một cái xe khách khác để đi được đến Hà Nội. Thế mình trong đầu nó vẽ ra đủ cái viễn cảnh nó không hay ho nha. Định không đi, nhưng mà may là thủ lĩnh bảo em mà không đi thì nói chung là em mà không đi thì em sẽ không bao giờ phát triển được series. Thế là thôi, là lúc đấy là đành thôi, lại đi mượn tiền, đi vay tiền để quyết định đi. Thì đúng cái ngày hôm đấy đi thì mưa thật, mưa to dã man luôn. Đi ai mà cứ đến cái sự kiện của ngày hôm đấy ở đâu nhỉ? Tức là em phải đi bộ một đoạn đấy. Tòa nhà phố Tây Sơn. Em đâu có rõ đường Hà Nội đâu, cũng đâu có rõ đâu, chỉ biết là đi đến đấy thôi. Thì đúng là nhiều người có mặt, nhiều người ở Hà Nội còn không có mặt ở sự kiện đấy, mà chính cái sự kiện Rick Camp 9 đấy là cái sự kiện mà ra đời rất nhiều thủ lĩnh. Thủ lĩnh Lê Mỹ Hạnh là cũng có mặt ở sự kiện đấy một mình này.
thủ lĩnh Lê Thị Thương cũng ra quyết định được đốt thuyền bảo an, đốt thuyền mỹ phẩm ở sự kiện đấy này. Còn như bản thân em là về chuyển hóa rất là mạnh sau sự kiện đấy luôn. Mình bị dậm chân mất 3 tháng hay 4 tháng gì đấy ở K4. Sau cái sự kiện đấy về một phát lên K5, sau K5 một phát tháng sau lên trưởng, tháng trưởng lên cao cấp 3 tháng lên chuyên nghiệp, 3 tháng nữa lên thủ lĩnh. Đấy là cứ một lèo một lèo. Và từ khi mà em tham gia vào series đúng đến thời điểm bây giờ là chưa bao giờ bỏ qua bất cứ một sự kiện nào. Cái sự kiện mà ngày 23 tháng 9 ạ, sự kiện mà anh Cường nhận mẹc ấy, thì lúc đầu cũng thế, hỏi mọi người không có một ai đồng ý là đi sự kiện thế. May thế, lúc đấy lại tuyển được chị Hạnh vào, thế là có chị Hạnh đi cùng. Thế thôi, lại mấy chị Hạnh này, bà Hồng này, em này dắt díu nhau từ Sơn La bay vào Hà Nội. Còn không là lúc đầu mình xác định là mình luôn luôn có trong đầu cái suy nghĩ đấy là không quan trọng có ai, quan trọng là có mình đã, bởi vì có mình rồi thì mới có những người tin đi theo mình được. Thế là mình cứ trôi theo những dòng chảy sự kiện thì dần dần là lên danh hiệu thôi. Nên là đúc kết rồi, ai mà chỉ cần đặt chân ở tại sự kiện á và đưa tối đa người đến sự kiện thì chắc chắn là sẽ lên được danh hiệu. Còn nếu mà, và cái quan trọng đấy là thực ra là khi mà mình muốn thì mình sẽ tìm cách, còn mà khi mà mình không muốn ấy thì mình sẽ tìm lý do, đơn giản thế thôi. Và cái việc đây đấy là mình định vị mình là ai ở trong series. Nếu mình xác định là mình định vị mình ít nhất trở thành nhà tư vấn chuyên nghiệp hay là thủ lĩnh của series á, mà mình không có mặt ở sự kiện, không bao giờ mình có thể trở thành nhà tư vấn chuyên nghiệp hay là thủ lĩnh của series cả. Đấy, em chia sẻ một chút thế thôi. Ok, chúc mừng thủ lĩnh Hồng Mạnh và thủ lĩnh cao cấp Phạm Ngọc Ánh. Tháng rồi con số dòng tiền làm nhiều người ngất quá. Chúc mừng hai thủ lĩnh. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy là cái giá trị của sự kiện. 3 tháng, tháng 7, Rickcamp miền Bắc được tổ chức, chưa biết, tại miền Bắc. Với danh hiệu tư vấn viên cấp 4. Cái điều quan trọng một mình tất cả các bạn đang có mặt đây, các bạn có mặt là đương nhiên. Tất nhiên là có người xem miền Trung, có người miền Nam. Ngày 11, 12 tháng 7 tại miền Bắc với danh hiệu K4. Sau đó một tuần tại miền Nam, danh hiệu K3, 500 điểm. Sau đó một tuần, tức là vào 11 cộng lên 7 là 18, 19. Đúng không? Rồi sau đó một tuần là ngày 25, 26 tại miền Trung, tại Bắc Trung Bộ. Chúng ta dành cho danh hiệu K4 để chúng ta có mặt. Và tất cả những cái ý nghĩa, giá trị rồi vân vân tại sao lại cần phải có mặt thì các bạn chỉ biết được, chỉ cần nhớ mỗi một câu này thôi này. Bên cạnh những gì Anna chia sẻ, các bạn nhớ mỗi một câu này. Tất cả các thủ lĩnh của S69 ngày hôm nay đều trưởng thành từ Rickcamp hết và không có bỏ cái sự kiện nào hết. Thế cho nên là bạn muốn trở thành thủ lĩnh, độc lập tài chính rồi, tự do tài chính và dư giả tài chính thì đương nhiên có mặt tại Rickcamp. Và thay mặt tất cả các anh chị em tư vấn viên, cảm ơn thủ lĩnh Anna Nguyễn đã truyền lửa nhiệt huyết và đam mê. Và có thể đúc kết lại có rất nhiều từ khóa quan trọng mà đương nhiên có bạn chuyển hóa được ngay và có bạn cũng phải mất một quá trình thì mới có thể chuyển hóa được những gì mà Anna Nguyễn chia sẻ. Nhưng hãy cứ tin ở cấp độ, có nghĩa là cứ nói gì các bạn cứ hãy tin đấy đi, bởi vì bằng một cái niềm tin ban sơ như vậy ấy, thì và cứ hành động theo thì các bạn sẽ có ô tô rất nhanh. Và không những có ô tô nhanh, có thêm cái nữa là Mercedes-Benz, không những có thêm cái mẹc mà các bạn rồi sẽ có 1.575.000.000 đi du lịch. Đấy, và dần dần tiến tới có 2.6 mua bất động sản và chúng ta cùng sang Hy Lạp để ở. Đấy, và thực sự rất là cảm ơn một lần nữa, cảm ơn Anna Nguyễn và cảm ơn tất cả các anh chị em tư vấn viên, các thủ lĩnh, 862 người còn có mặt trên Zoom vào giờ phút này và 760 người đang xem live stream trực tiếp. Tất cả chúng ta là những người tuyệt vời. Và tháng 6, mục tiêu của chúng ta của S69 tháng 6 sẽ tăng trưởng 400.000 điểm, tức là tương đương với 10 tỷ so với tháng 5. Và tất cả chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực để cùng nhau vượt ngưỡng. Mỗi một tháng chúng ta có một lần vượt ngưỡng, một năm 12 lần vượt ngưỡng, áp lực sẽ trở thành kim cương và chúng ta sẽ trở thành thầy, cô giáo và thủ lĩnh truyền cảm hứng để thắp sáng ước mơ cho những con người tin đi theo mình và giúp mọi người đạt vượt qua mọi rào cản để đạt được ước mơ, để cùng nhau xây dựng S69, phấn đấu trở thành trường đào tạo kinh doanh theo mạng hàng đầu thế giới vào năm 2030.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắn tim. Đấy. Và chúc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn tại Rick Game. À, xin chào. Lúc này đang ngon, cả nhà ngủ ngon. Chào cả nhà. Cả nhà ngủ ngon. Xin chào. Bye bye.